làm nhất nghệ như là mất uy tín đó. Vốn lắm các anh chị nha, vốn mấy cái tài liệu này. Thực ra các anh chị biết là chúng tôi có để lại còn đâu làm gì, gửi cho các anh chị đi thì vẫn hạnh phúc hơn phải không? Ok rồi ha. Rồi thì ở đây ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái phần rất là thú vị, đó là gì? Là hôm nay chúng ta sẽ học về cái gọi là tổng mức đầu tư, hay là cái tổng dự toán. Tổng mức đầu tư hay là cái dự toán để tại vì sau khi xong rồi, các anh chị lập dự toán xong rồi, thực ra nha, tức là nhiệm vụ các anh chị nè, nhiệm vụ các anh chị trong chương trình này, để nó rõ để các anh chị hiểu, tức là nhiệm vụ bài cuối cùng của các anh chị là gì? Tức là lập dự toán, nó bao gồm mà là một cái mind map, một cái bản dự toán của kết cấu và kiến trúc, giả định khối lượng đường một, và bao gồm luôn cả bản tổng dự toán. Được chưa? Cái bản tổng dự toán tức là cái bản mà chi phí tư vấn này nè, bao gồm luôn. Thì muốn hay không muốn mình cũng phải làm, phải không? Thì ngày hôm trước các anh chị đã làm bản này rồi, nhưng mà tôi chưa giải bài. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ đi giải bài này cho các anh chị. Đấy ạ, bài này nó dễ, nó không có gì đặc biệt hết á. Được chưa? Sướng nhất là gì biết không? Sướng nhất là anh em mình đã làm hết cho mình rồi, cho nên mình cũng không có cái gì phải suy nghĩ cả. Được chưa? Rồi. Thì đầu tiên ha, trong cái phần đầu tiên thì tôi muốn là gì, quay trở lại cái bài tập ngày hôm trước của các anh chị, bài tập ngày hôm trước của các anh chị, đây, là đây là một cái bài tập ban tổ chức giao cho các anh chị, các anh chị lật ra bài tập nha, lật ra lại phần bài tập để làm cho nhớ. Tôi nghĩ là đây nhiều người đã biết rồi, nhiều người đã biết rồi. Rồi, ai đó có thể cho tôi biết là bây giờ như vậy, để bây giờ nè, cái đề bài của ban tổ chức giao cho các anh chị là thứ nhất là gì? Là tra cái cấp công trình phải không? Đấy. Đầu tiên là tra về các cấp công trình, mà cái cơ sở để mà xác định để đi vào, tôi không share bằng cái này, để tôi share bằng cái slide bên này đi, để các anh chị xem cho nó thú vị nè. Đây này. Đây ông bài, cứ tôi là tôi cứ thích ông bài thôi. Đây nha, giờ tổng mức đầu tư nè là tổng dự toán phải không? Các anh chị có nhìn rõ cái hình trên cái iPad của tôi không? Rõ không ạ? Rõ không bắt? Rõ phải không? Ok, thì thay vì mình cứ ôn không thì mình vừa học vừa ôn thôi phải không? Thì đây là tổng mức đầu tư nè, là nó bằng dự toán xây dựng cộng với lại bồi thường, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Rồi dự toán xây dựng thì nó bao gồm 6 khoản mục chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí tư vấn quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Phải không? Rồi. Thì ở đây phần chi phí xây dựng thì chúng ta đã học rồi phải không? Đã học rồi thì không bàn nữa. Rồi thì có chi phí trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp thì ở đây là mình có là gì, là có khối lượng đơn giá nhân với lại định mức. Đấy, thì học khối lượng thì không cần học, đơn giá thì biết từ đâu ra chưa? Bây giờ cho tôi hỏi các anh chị nè, bây giờ có nhớ bài là bây giờ đơn giá vấn đề nhân công là lấy được, lấy đâu không, căn cứ cơ sở căn cứ là lấy từ đâu? Còn cứ giờ là thôi vừa học vừa ôn luôn, bảo đảm là học xong là coi như là phải hiểu luôn ấy. Đơn giá là căn cứ cơ sở ở đâu để lấy. Mình nói về các anh chị học dự toán nhà nước thôi, đừng có học tư nhân, không học tư nhân. Đơn giá lấy ở đâu? Cơ sở đơn giá là lấy từ đâu? Alo. Địa phương công bố, tuyệt vời. Đấy, tự nhiên thấy tự hào của bạn ghê luôn. Báo giá. Nay không còn liên sở tài chính nữa, mà bây giờ là liên sở tài chính, mà bây giờ là giống như là nó thuộc sở xây dựng, hình như là sở xây dựng ban ban công bố thôi, chứ không có liên sở nữa. Trước kia là công là liên sở, bây giờ hết rồi. Đấy, thì bây giờ cái này do địa phương công bố. Rồi định mức,
Không, định mức thì có hai cái. Thứ nhất là định mức sử dụng vật liệu, thứ hai là hao phí vật liệu. Không, thì định mức sử dụng vật liệu là chúng ta có cái định mức số mấy, các anh chị có nhớ không? Thông tư số mấy không? Thông tư số mấy? Ủa, quá đỉnh luôn. Comment xuống để nhớ đi các anh chị. Học xong là nhớ luôn nó mới ghê. Không, học xong nhớ luôn mới là xuất xuất sắc chứ. Tuyệt vời, tự hào với các bạn. Round up you. Round up you. Rồi tiếp, chi phí gián tiếp. Các anh chị làm kiểu này tôi tự hào các anh chị vô cùng. Rồi chi phí gián tiếp như chi phí chung, chi phí lán trại, chi phí dự phòng này kia là thông tư số mấy à, nhớ không? Chi phí gián tiếp này, chi phí giờ thông tư số mấy? Ô, tuyệt vời. Đấy, thả tim với các anh chị nha, tôi thả tim với các anh chị đó. Thế này thì thôi chứ. Thế này thôi chứ tôi còn gì để làm ở đâu. Thôi giờ chúng ta sẽ không học nữa, được chưa? Giờ giỏi rồi, giờ không học nữa, được không? Nói gì chứ còn nhiều, còn vài thứ nữa, được chưa? Từ từ ha. Ok, tuyệt vời, tôi tự hào với các anh chị. Ra đúng vô. Đây, thì bây giờ nè, chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí tư vấn quản lý dự án, phải không? Đó. À, từ từ, để nói là chỗ này này, ông luôn chỗ này để nhớ nè. Tức là các anh chị còn nhớ ha. Thì thực ra là cái chi phí xây dựng ở đây là nó gồm có 4 mục. Mục thứ nhất là chi phí trực tiếp, tức là những cái gì mà mang đến để xây dựng công trình. Thứ hai là chi phí gián tiếp, tức là những cái chi phí nào mà nó, cái này là hữu hình, cái này là vô hình, cái này là lợi nhuận, cái này là thuế. Ai nhớ được cái chỗ này comment anh chị y coi. Tức là tôi đã từng nhắc nhớ, nhớ các anh chị là gì? Hữu hình tức là cái vật lý này, vô hình là cái mà dùng để quản lý, thứ ba là lợi nhuận, thứ tư là thuế. Và tôi xin thưa với các anh chị là khi mà làm dự toán tư nhân nó cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng mà ví dụ như đây cái mà khó nhất ở đây các anh chị cần phải tìm hiểu là gì? Chi phí gián tiếp nè. Thì đầu tiên là chi phí chung, thứ hai là lán trại, tại vì lán trại người ta phải đưa ra đây là vì là hữu vô nhận thuế. Cảm ơn sĩ cư. Cái này nó hay nè, tức là cái chỗ này là chi phí chung, các bạn cũng chỉ nhớ mỗi chi phí chung thôi, được chưa? Là chi phí chung tức là cái chi phí gọi là vô hình đó, còn lán trại là phải có nè, rồi cái chi phí dự phòng, thế thôi. Đến chỉ có bấy nhiêu, sang đi sang lại có bấy nhiêu thôi, kiến thức có nhiều chứ mấy, thu nhập chịu thế trước rồi xong ha. Biết cái này biết là lấy từ thông tư 11 là tôi vui rồi. Rồi chi phí thiết bị thôi không bàn, cái này nó có hướng dẫn đi ra. Rồi bây giờ nè, chi phí tư vấn quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Rồi thì bây giờ đối với là tất cả của chi phí này đấy là tất cả của chi phí này là tối nay chúng ta sẽ học. Tối nay chúng ta sẽ học cái loại chi phí này. Như vậy thì lấy ở đâu đấy là lấy ở đâu? Rồi thì đây nè. Thì ở đây đấy là đầu tiên để review lại chút xíu nè, tại vì tôi thấy các bạn dở quá, tính là không ôn mà thấy các bạn dở quá, thế nhân tiện mình ôn luôn, tự nhiên là lát là khỏi ôn kỹ. Bây giờ ôn cái này người ta gọi là thông tin, gọi là pháp lý tổng thể. Cái chi tiết á, là cái bản này nè, chi tiết tức là tôi có hai bản, cái bản này bản tổng thể và lưu đồ này, còn cái này là pháp lý dự án chi tiết. Tôi không biết là ban tổ chức đã gửi cho các anh chị chưa. Cái pháp lý chi tiết thì nó đã lắm, nhìn nó từ từng cái thông tư một có chi tiết luôn. Và ngay cả ngày hôm nay tôi đưa luôn cả. Ôi chưa hả? Chụp ban tổ chức làm kỹ giờ là tôi có lỗi với anh em lắm. Chắc là ban tổ chức họ họ chưa có sắp xếp được á. Thấy chưa? Rồi, ban tổ chức ơi là ban tổ chức. Chưa có cái mind map nào luôn. Ban tổ chức con nghiên cứu sao đi chứ. Vậy coi sao được. Rồi, đây là cái đội đầy đủ nha, đầy đủ thì sẽ gửi sau này, nhưng mà bây giờ mình học cái không đầy đủ thôi, để cho cái không đầy đủ ngắn gọn, xúc tích để các chị để chúng ta nhớ nè. Đây là gọi là lưu đồ pháp lý đơn giản nè, luật nè, nghị định nè, phải không? Nhớ, tôi thích nhất là gì, hỏi các anh chị tới đâu, các anh chị biết tới đó, tôi là thích vô cùng luôn. Rồi, thì ở đây tôi tóm lược lại cái này nó đơn giản hơn để các anh chị dễ nhìn. Tôi xin lỗi đây các anh chị, nãy giờ đêm nay ai đó trong số các anh chị mà lỡ mà dùng bằng bằng điện thoại nhé, là các anh chị, tôi xin lỗi các anh chị, nhưng mà kệ các anh chị, được chứ? Kệ các anh chị, tại vì tôi đã nói là học cái này mà học điện thoại thì các anh chị hưởng với tôi quá, hưởng với lại ban, với ban tổ chức, mà đặc biệt là hưởng với bản thân bạn quá. Là luật ha, nghị định nè, nghị định lịch. Là các anh chị có nhớ là pháp lý của dự án là nó bắt đầu từ số mấy và kết thúc từ số mấy không ạ? À? Nó bắt đầu từ số mấy. Đó.
có đầu có đuôi bằng bằng hai nghị định phải số không? Nghị định số 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 10 13 và 15 15, được được chưa? chưa? Xung Mình quanh nói đó là là thông tư 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, được được chưa? chưa? Lát Lát nữa học nữa xem xem cái cái nữa. nữa. Được Được chưa? chưa? 56 56 2 2 5 55 năm năm không? thank Thank you. you. Nhớ 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 vậy vậy được được rồi. rồi. Được Được chưa? chưa? Thì Thì ở ở đây đây hôm nay tôi là rảnh là tôi có làm cái này cho các anh chị nè. hôm Hôm nay nay tôi tôi có đã rảnh tôi có làm làm cho cho các anh chị về cái thông tư số 13 13 về cái phần khối lượng phần đó. Được chưa nè? Bên này đang có phần này thì tôi sẽ gửi cho các anh chị sau nha. Rồi ok, mình biết như vậy thì đó tổng thể pháp lý dự án. Rồi rồi bây giờ giờ tôi tôi sẽ đi vào chi tiết của cái phần này nè. Tôi đi vào chi tiết của cái đây. Chi tiết của cái pháp lý cho cái tổng mức đầu tư. Được chưa? Đây, nói về tổng mức đầu tư nè. Thì tổng mức đầu tư thì chúng chúng ta ta sẽ xem cái thông tư số 11 được chưa nè. Thông tư số 11. Được chưa? Đấy. Thì ở trang số 17 của thông tư số 11. Đấy, tức là mình lật ra đó thì nó có sẽ có cái gì? Để tôi sẽ bắt đầu ha. Thôi xem bên này thì để làm từng từng phần để các anh chị hiểu rõ luôn. Đấy. Thì ở đây để xem mình làm cái nào trước. Để xác định cái bảng này trước trước đi, đi, xác định cái bảng này trước đi các anh chị. Đi lại hay cái là đây rớt là á, rớt các anh chị. đầu Bây tiên giờ là này bài bài tập tập này tôi tôi giải giải nhanh nhanh cái cái bài bài này cho này các anh cho chị các nè. anh này, Giải nhanh bài này cho các anh chị trước đi. rồi Rồi, lưu lưu ý ý là ha, ghi chú lại phần bài tập. thực Thực ra ra cái cái này này nó nó rất rất là là dễ, dễ, nó nó vô vô cùng cùng dễ dễ luôn luôn ha. ha. Và Và cùng cùng nói nói với với các các anh anh chị chị là là cái cái dự dự cái cái phần phần này này là là nó nó sẽ sẽ nằm nằm ở ở đâu? đâu? Nó Nó là là nằm nằm ở ở trong trong thông thông tư tư số số 06 06 2021 2021 ha, ha, là là có có quy quy định định về về phân phân cấp cấp công công trình trình xây xây dựng dựng và và hướng hướng dẫn dẫn áp áp dụng dụng trong trong quản quản lý lý hoạt hoạt động động xây xây dựng. dựng. Thấy Thấy chưa? Thì cái chưa? thông tư Thì cái 06 thông này là tư do là 06 cái này này là tính tính cho cho tổng tổng mức mức đầu đầu tư. tư. Tổng Tổng dự dự toán toán là là tôi tôi không không có có đưa đưa vào vào đây. đây. Tuy Tuy nhiên, nhiên, các các anh anh chị chị hoàn hoàn toàn toàn có có thể thể là là gì gì tôi tôi cũng cũng muốn muốn là là nhân nhân mượn mượn cái cái cơ cơ hội hội này. này. Được Được chưa? chưa? Tôi cũng chưa tải thông tư 06 về nữa. Mà Mà thay thay vì vì như như vậy vậy ha, á, các các anh anh chị chị lên lên làm làm ở ở đây đây nè, nè, phân phân cấp cấp công công trình trình này. này. Đó. Đó. Công trình. Được chưa? Đó. Thì thường là trên này nó sẽ có luôn cái bảng này cho các anh chị. Rồi. Thì ở Đây đây vẫn có thể tải này về luôn đấy, nhưng chuyện này chưa có chứ, để tôi tải về rồi yêu cầu ban tổ chức gửi cho các anh chị luôn ok. nha. Thì Đây đây nó có nguyên tắc phân cấp công trình xây dựng này. nè. Thì Giờ giờ anh anh chị chị nào nào mà mà đọc đọc kỹ kỹ là là các các anh anh chị chị sẽ sẽ biết biết tôi tôi làm làm gì. gì. Thì Thì là là công công trình trình nào nào là là số số máy máy ha. ha. Được Được chưa chưa nè? nè? Rồi Rồi áp áp dụng dụng cấp cấp công công trình. trình. Rồi. Rồi. Thì Thì ở ở đây đây nó nó có có hướng hướng dẫn dẫn chi chi tiết tiết cho cho các các anh anh chị chị từng từng phần phần luôn. luôn. Rồi Rồi các các có có các các quy quy định. định. Được Được chưa? chưa? Rồi. Rồi. Đây, Đây, bây bây giờ giờ nó nó có có phần phần nè. nè. Phân Phân cấp cấp công công trình trình nè. nè. Đây, Đây, công công trình trình cấp cấp nào, nào, loại loại sao. sao. Thì Thì ở ở đây, đây, ngay ngay trong trong cái cái bài bài toán toán này này thì thì tôi tôi sẽ sẽ đưa đưa ra ra lời lời giải giải các các anh anh chị chị luôn luôn ha. ha. Thì Thì ở ở đây, đây, cái cái dự dự án án công công trình trình xây xây dựng dựng này này thuộc thuộc có có tổng tổng mức mức đầu đầu tư tư là là 1.500 1.500 tỷ. tỷ. Được Được chưa? chưa? 1.500 1.500 tỷ. tỷ. Đó, Đó, có có ba ba tòa tòa nhà, nhà, anh anh Phạm Phạm 1,1, 2 2 và và anh anh Phạm Phạm 3. 3. Có Có toàn toàn bộ bộ nội nội dung dung ở ở đây đây luôn, luôn, không? không? Rồi. Rồi. Thì Thì chi chi tiết tiết nè, nè, thông thông tin tin chi chi tiết. tiết. Các Các anh anh chị chị có có biết biết ở ở đây đây cũng cũng là là một một cái cái dạng dạng tổng tổng hợp hợp mà mà các các anh anh chị chị sau sau này này nên nên học học nè. nè. Được Được chưa? chưa? Sau Sau này này nên nên học. học. Đó. Đó. Rồi Rồi thì thì bây bây giờ giờ đề đề nghị nghị là là gì? gì? Tức Tức là là các các anh anh chị chị tra tra về về cái cái cấp cấp của của công công trình trình này. này. Tại Tại vì vì tra tra cái cái cấp cấp công công trình trình này này thì thì mới mới tra tra được được cái cái bảng bảng của của học học HTN. HTN. Rồi. Rồi. Thực Thực ra ra là là có có lời lời giải giải cho cho các các anh anh chị. chị. Các Các anh anh chị chị biết biết lời lời giải giải để để nằm nằm ở ở đâu đâu không? không? Thực Thực ra ra tôi để là cho các anh chị xem, nhưng mà để tôi giải luôn cho các anh chị nè. Đầu tiên ha, giải luôn nè. Thì bây giờ mình xem cái dự án của mình là dự án là chung cư phải không? Chung cư văn phòng nè. Rồi và đây là gì? Mình có tổng mức đầu tư. Ủa, cái này là 1.500 tỷ mà. 1.500 tỷ này. Rồi, ok. Đây. Thì Thì ở ở đây đây chúng chúng ta ta sẽ sẽ coi coi là là cái cái cấp cấp công công trình trình nè, nè, phân phân cấp cấp công công trình trình nè. nè. Rồi. Rồi. Ở Ở đây đây nha, nha, chúng chúng ta ta đầu đầu tiên tiên là là chúng chúng ta ta xem xem ở ở công công trình trình này này công công trình trình thuộc thuộc về về gì? gì? Đây Đây là là công công trình trình về về nhà nhà ở ở đúng đúng không? không? Nhà Nhà ở ở chung chung cư. cư. Thì Thì cái cái này này là là thuộc thuộc về về công công trình trình giáo giáo dục dục không không phải, phải, y y tế tế không không phải phải nè, nè, thể thể thao thao không không phải, phải, văn văn hóa hóa không không phải, phải, tôn tôn giáo giáo không không phải, phải, trụ trụ sở sở nhà nhà nước nước cũng cũng không không phải. phải. Thế Thế là là cái cái này này công công nghiệp nghiệp thì thì càng càng không không phải. phải. Rồi. Rồi. Công trình Công trình khai khai thác thác mỏ mỏ không không phải, phải, năng năng lượng lượng không không phải. phải. Được Được chưa? chưa? Rồi, Rồi, ý ý tôi tôi là là gì? gì? Tôi Tôi muốn muốn là là các các anh anh chị chị phải phải xem xem hết hết để để biết biết rằng rằng là là sau sau này này á, á, sau sau này này là là các các anh anh mình mình ra ra gặp gặp công công trình trình nào nào là là mình mình biết, biết, công công nghiệp nghiệp nhẹ nhẹ không không có, có, được được chưa? chưa? Đó. Đó.
Rồi, phân cấp công công trình trình cơ cơ sở sở hạ hạ tầng tầng kỹ kỹ thuật. thuật Hạ hạ tầng tầng kỹ kỹ thuật thuật là là gì? gì? Là Là cấp cấp nước nước nè, nè, thoát thoát nước nước nè. nè. Đó. Đó. Tại Tại vì vì bây bây giờ giờ là là muốn muốn hay hay không không thì thì trong trong tương tương lai lai thì thì các các anh anh chị chị cũng cũng lên lên làm làm sếp, sếp, tôi tôi làm làm sếp sếp thì thì phải phải biết biết phân phân cấp cấp công công trình. trình. Rồi. Rồi. Giao Giao thông thông vận vận tải tải nè. nè. Các Các anh anh chị chị biết biết công công trình trình sân sân bay bay là là làm làm nhà nhà ga ga sân sân bay bay là là thuộc thuộc công công trình trình gì gì không? không? Các Các anh anh chị chị biết biết là là thi thi công công nhà nhà ga ga sân sân bay bay thuộc thuộc công công trình trình gì gì không? không? Không, Không, ý ý là là nhóm nhóm công công trình trình nè, nè, là là giao giao thông thông hay hay là là hạ hạ tầng tầng kỹ kỹ thuật thuật hay hay là là dân dân dụng dụng hay hay là là gì gì chứ chứ ai ai đó, đó, chắc chắc chắn chắn là là công công trình trình cấp cấp đặc đặc biệt biệt rồi rồi đó. đó. Như Như đó đó là là công công trình trình gì? gì? Hạ Hạ tầng. tầng. Nó Nó rất rất là là buồn buồn cười cười nhưng nhưng mà mà sân sân bay bay là là thuộc thuộc công công trình trình giao giao thông. thông. À, À, không không nghĩ nghĩ được, được, đừng đừng nghĩ nghĩ nha, nha, sau sau này này không không nghĩ. nghĩ. Đấy, Đấy, đó đó là là công công trình trình giao giao thông thông á. á. Dù Dù là là tôi tôi thi thi công công nhà nhà ga ga nhưng nhưng mà mà nó nó vẫn vẫn là là thuộc thuộc công công trình trình giao giao thông thông các các anh anh chị. chị. Đây, Đây, đường đường sắt, sắt, công công trình trình cầu, cầu, đường đường thủy, thủy, hàng hàng hải, hải, hàng hàng không không nè. nè. Đây, Đây, nó nó thuộc thuộc công công trình trình hàng hàng không không đó. đó. Nhà Nhà ga ga hàng hàng không. không. Đây, Đây, như nó là thuộc vào nhóm nhóm là là công công trình trình giao giao thông thông rồi rồi ha. ha. Nó Nó nè, nè, nhóm nhóm nè, nè, nhìn nhìn nè, nè, nhìn nhìn như như kỹ kỹ nè, nè, nè. nè. Để Để tôi tôi nói nói ra ra là là nó nó có có luôn luôn nè. nè. Tại Tại vì vì tôi tôi gặp gặp trường trường hợp hợp này này nè, nè, phân phân cấp cấp công công trình trình phục phục vụ vụ giao giao thông thông vận vận tải, tải, thấy thấy chưa? chưa? Đây Đây nè, nè, ở ở dưới dưới có có sân sân bay bay nè. nè. Thấy chưa? À, thủy, hàng hải, hàng không nè, hàng không là thuộc sân bay đó. Nhà Nhà ga ga nè, nè, thấy thấy chưa? chưa? Là Là thuộc thuộc giao giao thông thông đó đó quý quý vị. vị. Đó, Đó, hay hay lắm lắm nha. nha. Rồi, Rồi, nông nông nghiệp nghiệp phát phát triển triển nông nông thôn thôn không không phải. phải. Công Công trình trình xây xây dựng dựng theo theo quy quy mô mô kết kết cấu. cấu. Rồi, Rồi, đây đây nè, nè, kết kết cấu cấu dạng dạng nhà nhà nè. nè. Đấy, Đấy, có có khi khi có có điểm điểm giống giống rồi rồi đó. đó. Công Công trình trình sàn sàn có có nhịp nhịp tầng tầng kết kết cấu cấu nhịp nhịp lớn, lớn, dạng dạng cầu cầu mình mình phải phải đi đi lướt lướt hết hết cái cái đã, đã, dạng dạng cầu 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 tháp, tháp, cáp cáp treo, treo, này này kia kia cầu, cầu, hầm, hầm, cầu cầu cắn, cắn, đập, đập, đường đường ống ống cống, cống, cảng cảng biển. biển. Ồ, Ồ, công công nhận nhận đâu đâu phải phải đơn đơn giản giản đâu đâu ha. ha. Rồi, Rồi, hết hết rồi. rồi. Rồi Rồi thì thì mình mình mới mới thấy thấy là là gì? gì? Mình Mình mới mới thấy thấy là là công công trình trình của của mình mình là là gì? gì? À, À, nó nó hợp hợp nhất nhất vẫn vẫn là là công công trình trình về về nhà, nhà, kết kết cấu cấu dạng dạng nhà, nhà, không? không? Nhà Nhà và và kết kết cấu cấu dạng dạng nhà. nhà. Ví Ví dụ dụ như như chung chung cư cư hay hay là là tòa tòa nhà nhà văn văn phòng phòng nó nó cũng cũng thuộc thuộc đó. đó. Cấp Cấp công công trình trình nè, nè, của của nhà nhà ở ở riêng riêng lẻ, lẻ, nhà nhà ở ở riêng, riêng, kết kết hợp hợp không, không, giữa giữa biệt biệt thự. thự. Rồi, Rồi, công công trình trình nhiều nhiều tầng tầng có có sàn, sàn, kết kết cấu cấu khu khu vực vực lớn. lớn. Rồi, Rồi, ok ok ha. ha. Thì Thì ở ở đây đây là là mình mình thấy thấy được được là là cái cái này này là là nó nó phù phù hợp hợp cho cho mình mình nhất nhất nè. nè. Thì Thì ở ở đây đây nó nó có có cái cái gì? gì? Phân Phân cấp cấp công công trình trình thứ thứ nhất nhất là là gì? gì? Theo Theo tiêu tiêu chí chí là là chiều chiều cao. cao. Thứ Thứ hai hai là là gì? gì? À, À, theo theo chi chi ký ký tiêu tiêu chí chí là là số, số, cái cái giá giá trị trị đầu đầu tư tư nè, nè, được được chưa? chưa? À, này Này là là về về chiều chiều cao cao nè, nè, số số tầng tầng nè, nè, diện diện tích tích sàn sàn nè. nè. Xin Xin lỗi lỗi các các anh anh chị, chị, diện diện tích tích sàn sàn nè, nè, nhịp nhịp lớn lớn nè, nè, đồ đồ sau sau nè. nè. Đó, Đó, thì thì bây bây giờ giờ làm làm sao, sao, nếu nếu như như mà mà bây bây giờ giờ ra ra mà mà nó nó khác khác nhau nhau thì thì làm làm sao? sao? Thì Thì ở ở đây đây sẽ sẽ có có một một quy quy định định cho cho các các anh anh chị, chị, được được chưa? chưa? Nó Nó sẽ sẽ có có những những cái cái quy quy định định về về cái cái này, này, chứ chứ không 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 đọc đọc quy quy định định là là không không biết biết đọc, đọc, không không biết biết tra tra đâu. đâu. Cái Cái chỗ chỗ này này xác xác định định cấp cấp công công trình trình theo theo loại loại quy quy mô mô kết kết cấu cấu được được thực thực hiện hiện trên trên trình trình tự tự sau. sau. Trên Trên cơ cơ sở sở đặc đặc điểm điểm công công trình trình xác xác định định cái cái cấu cấu trong trong một một bảng bảng 2.2. Xác Xác định định cấp cấp công công trình trình theo theo các các tiêu tiêu chí, chí, phân phân cấp cấp quy quy định định đã đã xác xác định định lấy lấy cấp cấp cao cao nhất. nhất. À, À, lấy lấy cấp cấp cao cao nhất nhất xác xác định định được được làm làm cấp cấp công công trình. trình. Đây Đây à, à, tức tức là là ví ví dụ dụ như như mình mình tra tra tất tất cả cả các các cái cái cấp cấp nè, nè, thì thì bây bây giờ giờ đâu đâu phải phải cái cái nào nào nó nó cũng cũng giống giống nhau, nhau, không? không? À, À, đâu đâu phải phải cái cái nào nào nó nó cũng cũng giống giống nhau nhau đâu. đâu. Thì Thì chẳng chẳng hạn hạn như như bây bây giờ giờ ở ở đây đây một một chiều chiều rằng rằng là là cái cái chiều chiều cao cao đi đi nó nó là là cấp cấp 3, 3, nhưng nhưng mà mà số số tầng tầng nó nó là là cấp cấp 2, 2, thì thì lấy lấy
Loại dự án là chung cư, diện tích xây dựng là 12.000. 12.000 đúng không? Diện tích xây dựng 12.000 là nó nằm ở cấp 2 nè, thấy chưa? 12.000 đó. Rồi. Tiếp theo là số tầng là 15. Số tầng là 15. Số tầng là 15 là khớp luôn, thấy chưa? Để tôi vẽ này để chúng ta dễ nhìn. Cái không thế này là nguy hiểm lắm. 1 nè. 2 nè, số tầng là 15 nè. Rồi. Tiếp theo là chiều cao là 72. Chiều cao là 72. May quá, lột luôn, vô số này luôn. Được chưa? Còn thông số gì nữa không? Rồi như thấy thông số rồi, có ba thông số này là lớn đó. Thì ở đây mình thấy rõ ràng là dự án Alpha 1 là cấp 2. Thấy chưa? Rồi, xong. Tới Alpha 2. Vậy tới Alpha 2 chứ. Alpha 2 nè. À, Alpha 2. Alpha 2 là 18. Ồ, xin lỗi các anh chị. Nó lại. Cái này 15, 60 nè. 15 mới là 60. Alpha 1 là 15 và 60. Alpha 2 là cấp 2 đó. Vậy Alpha 1 là. Alpha 1 là 15 và 60. 15. Đây luôn. 60. Đây luôn. Diện tích sàn. Diện tích sàn là 12.000 với 15.000. Như nhau luôn. Rồi xem như là cấp 1, Alpha 1, Alpha 2 là cấp 2 nè. Bây giờ Alpha 3. Dịch Alpha 3. Rồi biết hai ông là cấp 2 rồi mình đừng có làm phiền ông nữa, không? Giờ Alpha 3 nè là 22.000. Diện tích diện là 22.000. Rồi số tầng là 25, chiều cao là 100 m. 22 tầng. Mấy tầng? 25 tầng chứ. 25 tầng. Ồ, vừa khớp con này luôn mới ghê chứ. 25 tầng. Rồi. Rồi, chiều cao là 100 mét. Đây rồi. Rồi tổng diện tích sàn. Tổng diện tích sàn của này là diện tích sàn là 22.000. 22.000 à. 22.000 thì vẫn ở đây nhưng mà đó là diện tích sàn lên tầm này nhưng mà do là hai cái này này cái cấp cao hơn nên nó là cấp 1 rồi nha. Rồi bao nhiêu người tới tới đây các anh chị hiểu hiểu rõ cái cách làm chỗ này chưa? Yes, đi từng phát một chứ đau lòng. Rồi thì xác định ông này cấp 1, bác này cấp 1, hai bác này cấp 2 thì lấy tổng lại là lấy cái dự án lớn nhất là cấp 1 được chưa nè. Đây áp dụng cấp công trình để xác định thẩm quyền theo quy định là điểm A điểm 3 của cái thông tư của số sao đó được chưa nè. Đó. Khu phức hợp bên pha có một số công trình độc lập theo điểm 2 khoản B thông tư này áp dụng cấp công trình có cấp cao nhất là cấp 1 được chưa nè. Rồi bài giải là bài này gửi cho các anh chị ha. Rồi tham khảo nè, thông tư 06 ban hành 30 tháng 6 2021. Rồi là xong phần này. Lý do tại sao phải xong phần này, tại vì không có phần này thì không làm được, không làm được cái bản, không làm được cái bản mà tổng mức đầu tư nha. Rồi cái bản này chính là cái bản nào, bản này chính là cái bản này nè đó, đây chính là cái này đây, cái bản này chính là cái mà chúng ta phải 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 ngồi với nhau đây. Được chưa? Đây. Rồi. Bản ngồi về chúng ta cần phải có là hiện nay chúng ta còn thiếu hai chi phí phí tư vấn đầu tư xây dựng. Được chưa? Tất cả cái chi phí này là đều tra bản. Được chưa? Đều phải tra bản được hết. Cái định mức chi phí là nó thuộc về thông tư số 12 2021 và nó nằm ở trang 1814. Vậy nè, có hai cái ở đây là các anh chị cần lưu ý. Đầu tiên là cách tính. Đầu tiên là cách tính là tức là các cái chi phí mà để mà tính tổng mức đầu tư á, tức là các cái chi phí như dự phòng, chi phí khác, chi phí tư vấn và chi phí quản lý dự án. Tức là hướng dẫn cách tính á, cách hiểu là theo cái thông tư số 11. Vậy nha. Đó là cái phương pháp xác định đó là thông tư số 11. À, nhưng mà cái định mức ấy, bây giờ định mức là thông tư số 12.
hiểu hiểu rõ chỗ này Đấy, nha, cái phương pháp xác định là thông tư số 11 đó. và Và ở ở đây đây là là cái trang trang 1814 1814 luôn. luôn, để các anh chị biết là Là nó nó ở ở đây đây luôn luôn đó. đó. Để tôi xem mình, tôi mở được cái này, tôi mở luôn cho các anh chị xem. Đây. Hầu hết 30 chương trình này của Nhất Nghệ là master về QS luôn các anh chị. Thử sái hết luôn. Xài hết luôn năng lực của Nhất Nghệ luôn. Chơi hết 30 mấy chương trình là ngon ha. Được chưa? Thông tư số ở đây này, hồi nãy mình xem nè, được chưa? Đây là thông tư số 12 trang 1814. Thông tư số 12 đây. Đó. Tôi sợ mở nó không ra. Trên đây bát mở nó sẽ hơi lâu một tí. Đó được chưa? Mở lâu lắm. Rồi, ok, tốt quá. Tám mười, cái này là 1814. Giúp Việt Nam mới ra trời. À, đây này. Nó Nằm nằm trong trong cái cái bộ bộ định định mức mức luôn, luôn, thì có định mức vật vật tư. Rồi, đây 1814 đây đây nè. Đây. Từng phần luôn các anh chị. đúng Sướng nha, sướng vô cùng. Đã vô cùng từ cổ tới luôn. Đây nè, định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nè. Các anh chị thấy rõ không? Đấy, hướng dẫn áp dụng. Đây đây là là cái thông tư số. Đây nè, đây chính là cái thông tư số 12 về hướng dẫn về cái định mức nha. Đây là cái định mức nè. Đó, chúng ta sẽ xem này trước. Về cái định mức. tức Có nghĩa nghĩa là là bản bản chất chất là là gì? gì? Trong Trong cái cái bản bản định định mức mức này nè là là nó nó có có từng từng phần phần luôn luôn và và hướng hướng dẫn dẫn từng từng chi chi tiết tiết cho cho các các anh anh chị. chị. Tốt Tốt nhất nhất là là sau sau này này các các anh anh chị chị nên 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 có có thời thời gian gian ngồi ngồi đọc đọc lại. lại. Mặc Mặc dù dù tôi tôi có có tổng tổng hợp hợp rồi. rồi. À, À, mặc mặc dù dù có có tổng tổng hợp hợp rồi rồi nha, nha, nhưng nhưng mà mà các các anh anh chị chị nên nên đọc đọc lại lại để để hiểu. hiểu. Đấy Đấy là là từng từng loại loại chi chi phí. phí. Khi Khi nào nào cần cần phải phải nhân nhân thêm thêm các các tỷ tỷ lệ lệ hay hay sao 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 nè, nè, thì thì nó nó sẽ sẽ như như thế thế này. này. Ví Ví dụ dụ chi chi phí phí xây xây dựng dựng và và thiết thiết bị. bị. Được Được chưa? chưa? Là Là mình mình phải phải biết biết nó nó từ từ đâu đâu ra. ra. Cái Cái bảng bảng tra tra mà mà chúng chúng ta ta xem xem được được của của Học Học viện viện Nhân Nhân biết biết từ từ đâu đâu ra. ra. Tức Tức là là mình mình phải phải biết biết về về chi chi phí phí xây xây dựng dựng và và thiết thiết bị. bị. Thì Thì ký ký ở ở đây đây ha, ha, thì thì cái cái định định mức mức mà mà gọi gọi là là lập lập báo báo cáo cáo nghiên nghiên cứu cứu tiền tiền khả khả thi. thi. À, À, là là ví ví dụ dụ như như dự dự án án của của chúng chúng ta ta là là 50 50 tỷ. tỷ. Được Được chưa? chưa? Là Là 50 50 tỷ tỷ đó đó nè. nè. Đấy. Đấy. Thì Thì ở ở đây đây là là gì? gì? Đối Đối với với công công trình trình tín tín dụng dụng là là cái cái hệ hệ số số là là 0.37%.0.37%. Phần Phần trăm. trăm. Là Là lớn lớn lắm lắm nha. nha. Không Không bắt bắt đầu. đầu. Đó. Đó. Cái Cái dự dự án án càng càng lớn lớn thì thì hệ hệ số số nó nó sẽ sẽ càng 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 nhỏ. nhỏ. Phải Phải thấy thấy rõ rõ chưa? chưa? Tức Tức là là cái cái giá giá trị trị của của dự dự án án càng càng lớn lớn thì thì hệ hệ số số nó nó sẽ sẽ càng càng nhỏ. nhỏ. Đó Đó là là định định mức mức chi chi phí phí lập lập báo báo cáo cáo nghiên nghiên cứu cứu khả khả thi. thi. Đó. Đó. Từng loại chi phí đều có hết. Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Đó. Rồi hướng dẫn áp dụng chi tiết về cái thiết kế, chi phí thiết kế xây dựng luôn nè. Những cái mà ví dụ như là công trình thiết kế hai bước thì sao, ba bước thì sao, rồi chi phí tám giác giám sát tác giả, rồi bản quyền, rồi các kiểu, rồi định mức về thiết kế phí cũng có trong này luôn. Được chưa nè, đầy đủ hết cho các anh chị. Đó, là nhớ thông tư số 12 ha, thông tư về quản lý chi phí đầu tư dừng đó, là thông tư về định về cái định mức. Để định mức ban hành thì bao gồm những phần này luôn. Đó, thứ nhất đây nè. Đó, mình biết là cái bảng nó như thế này. Thì với cái bảng này á, thôi tôi mở trên bảng Excel đi cho các anh chị dễ nhìn. Thì Thì ở ở đây đây này, này các các anh anh chị chị biết biết là là trong trong cái cái bảng bảng các các anh anh chị chị đang đang nhìn nhìn trên trên bảng bảng đây đây thôi, thôi, để để tôi tôi sẽ sẽ bắt bắt đầu đầu tôi tôi xem xem trong trong này này luôn. luôn. Để Để xem xem như như cái cái phần phần iPad iPad thì thì để để sau sau này này tôi tôi sẽ sẽ share share các các anh anh chị chị xem xem sao. sao. Thì Thì cái cái bảng bảng nó nó như như thế thế này này nè, nè, tất tất cả cả những những cái cái phụ phụ lục lục đó. đó. Nha. Nha. Thì Thì thường thường là là gì? gì? Đây Đây nè, nè, là là toàn toàn bộ bộ những những mục mục đó đó là là các các anh anh chị chị trong trong bên bên Học Học Thuật Thuật Nhanh Nhanh mình mình đấy, đấy, chúng chúng ta ta là là các các bạn bạn ấy ấy đã đã tạo tạo được được cái cái bảng bảng giống giống như như này. này. Được Được chưa? chưa? Các Các anh anh chị chị ấy ấy tạo tạo được được cái cái bảng bảng giống giống như như này này. đây. Đây. Các Các anh anh chị chị thấy thấy không? không? Từng bảng Từng là bảng là định định mức mức từng từng loại loại chi chi phí. phí. Và Và ngay ngay đây đây thì giống thì như giống là như tôi là tôi mở mở luôn luôn cái cái chỗ chỗ định định mức mức đây. đây. Là Là ngay ngay chỗ chỗ 1814 1814 này, này, toàn toàn bộ bộ các các cái cái chi chi phí phí này. này. Được Được chưa? chưa? Đây Đây là là định định mức mức ha. ha. Định Định mức mức tức tức là là cái cái tỷ tỷ số, số, cái cái tỷ tỷ lệ lệ chi chi phí phí này này là là bao bao nhiêu. nhiêu. À, À, chứ chứ đâu đâu có có ai ai mà mà tại tại mình mình không không biết biết cho cho nên nên mình mình không 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 làm làm được được thôi, thôi, chứ chứ còn còn khi khi mà mà anh anh em em người người ta ta biết biết được được cái cái này này rồi rồi là là rất rất là là dễ. dễ. Rồi. Rồi. Thì Thì các các anh anh em em ấy ấy là là chuyện chuyện của của cái cái bảng bảng này này và và từ từ cái cái bảng bảng này 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 các các anh anh chị. chị. Được Được chưa? chưa? Từ Từ cái cái bảng bảng này này từng từng bảng bảng nhỏ nhỏ rất 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 là là nhiều nhiều bảng bảng nhỏ nhỏ thôi thôi nè. nè. Đó Đó thì thì anh anh em em người người ta ta họ họ viết viết công công thức thức để để chúng chúng ta ta chúng ta xài qua đây. Đó, ra được bảng tra này.
Được chưa? Chứ không phải là tự nhiên nó ra bản trang này đâu. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ đi từng phần một. Rồi. Còn hướng dẫn này thì nó sẽ ở thông tư số 11. Đây. Thì cái nó sẽ nằm ở thông tư số 11. Đây thông tư số 11 đây các anh chị. Tức là từng loại chi phí là ở trang số 18 cái gì á. Đây nè. Phương pháp xác định dự toán. À, phương pháp xác định dự toán. Thì dự toán của chúng ta ở đây là có gì? Dự toán chúng ta đây là có là xây dựng thiết bị này. Đây này các anh chị thấy không? Có bảng rắc rối không? Rắc rối kinh khủng. Nhưng mà các anh chị khi thấy khi tôi đưa lên trên cái bảng mà gì đó thì cái mind map thấy nó gọn gàng lắm. Nhìn cộng quá đây cộng này. Đọc cho tôi mấy các anh chị sao với tôi đọc cho tôi bị nhức đầu. Đó. Mà tôi không biết phải làm sao hết á, trong một thời gian rất là dài tôi bị ám ảnh bởi cái điều này mà tôi sợ luôn. Tôi không dám nghĩ tới cái việc là mình sẽ tìm hiểu để mà biết về các cái gì các cái thông tư nghị định của nhà nước như thế nào luôn, mình bị ám ảnh á, mình bị sợ đó các anh chị. Đó, để cho này nhưng mà tôi chả biết được là bằng cái cách nào tôi có thể tổng hợp được luôn á. Tôi nói các anh chị đừng cười tôi nhưng mà tôi là vậy đó. Đôi khi tôi làm tôi không biết tại sao tôi làm được đâu, nhưng mà tôi thấy rằng là gì, ô ra sản phẩm hay quá, tức là chia sẻ với các anh chị. Đây thì tất cả các loại chi phí xây dựng nè, thì khi mà tôi đọc xong hết toàn bộ những cái này thì ạ, thì toàn bộ những cái chi phí này các anh chị thấy không, diễn giải rất là chi tiết, cực kỳ chi tiết từng bảng một luôn, thậm chí rằng là gì dạy diễn giải từng loại chi phí ở đây cho các anh chị. Thì những cái này tôi đã có tổng hợp hết vô trong cái bảng mà mind map full về full mind map về pháp lý dự án, cho nên các anh chị yên tâm được, cái này các anh chị có rồi. Được chưa? Rồi từng gói thầu nữa không, xây dựng nè, rồi dự toán gói thầu đúng không, chi phí liên quan nè, rồi dự phòng nè, đầy đủ hết á. Đây là tổng hợp cho các anh chị từng phần luôn. Cái này là ở thông tư số 11 ha. Tức là thông tư số 11 là thông tư hướng dẫn. Được chưa nè? Hướng dẫn cho các anh chị về cách xác giá thành dự toán xây dựng. Được chưa nè? Đấy. Chi phí xác định. Hướng dẫn chi tiết xác định. Còn 12 là định mức. Nhớ nha. 11 là hướng dẫn. 12 là định mức. Đây nè. Các loại chi phí này. Chi tiết đầy đủ từng phần không thiếu gì hết. Tức là ở đây là và ở đây nó có một cái là nó có cái phần mà trang cái chi phí chung như các anh chị thôi. Đấy. 11 là cái chi tiết cho dự toán. 12 là cho toàn bộ chi phí dùng cho vòng đời của dự án là quản lý dự án. Nhớ kỹ điều này nha. Được chưa? Đó. Rồi. Ok. Rồi thì bây giờ thì cũng đơn giản. Thì chúng ta sẽ đầu tiên là mình vô phải không? Mình vô thì mình sẽ xác định là đây là loại dự án gì? Thì nó tùy theo là dự án của chúng ta là như thế nào phải không, rồi loại công trình của chúng ta là công trình dân dụng phải không, là dự án là cấp mấy, lại là cấp mấy các anh chị, cấp 1 phải không, là thiết kế mấy bước đối với dự án hiện tại. Bây giờ làm sao biết cái nào thiết kế một bước, hai bước, hai ba bước? Thì căn cứ vào đâu? Nó sẽ căn cứ vào trong cái khoảng 3 điều số 5 của nghị định số 15/2021. Đây là các anh chị lật ra để xem khi nào thiết kế một bước, hai bước, hai ba bước tùy theo cấp cấp dự án như thế nào, tùy theo loại dự án thì vô đọc nghiên cứu thêm. Rồi thì đối với một bước thì nó chỉ có là gì, là thiết kế bằng vẽ thi công. Nếu như có hai bước thì nó gồm thiết kế bằng vẽ thi công và thiết kế cơ sở. Nếu như ba bước thì nó bao gồm luôn cả là thiết kế bằng vẽ thi công, thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật. Đấy như là mình nhớ như vậy là được. Rồi cái loại báo cáo thì báo cáo của chúng ta là nghiên cứu tiền khả thi hay là khả thi, thì chúng ta sẽ có lựa chọn của nó. Rồi cái giai đoạn tính toán thì giai đoạn mà khi mà chúng ta làm nó tùy theo nha, ví dụ như mình tính cái này là mình tính ở trong giai đoạn là tổng mức đầu tư thì mình sẽ chọn tổng mức đầu tư. Thì còn nếu như nó nằm trong giai đoạn là dự toán xây dựng, giống như chúng ta là dự toán xây dựng thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Đấy trong giai đoạn này thì nó có những chi phí nào, không có những chi phí nào thì nó cũng đã quy định hết rồi. Đấy còn ví dụ như chúng ta đang lập dự toán mà nó vẫn là gì ạ, là chúng ta nằm trong giai đoạn tổng mức đầu tư thì mình vẫn có thể chọn cái tổng mức đầu tư. Còn ở đây chúng ta là trong giai đoạn dự toán. Được chưa? Rồi tổng mức đầu tư đại việc là nhiêu, là 1.500 tỷ. Được chưa? Chi phí xây dựng trước thuế. Đó. Rồi mình xem thử là của chúng ta là chi phí xây dựng trước thuế là bao nhiêu đây.
để lấy ra luôn ha. Chi phí xây dựng trước thuế. Rồi. Chi phí xây dựng nè là bằng 300 này đúng không? Cộng cho 400 này, tức là bằng ba bạn này cộng lại này, thiết bị và khảo sát này. Đó. Chú chà. Rồi. Chi phí xây dựng bằng này cộng này cộng này. Được chưa? Dạ đúng à. Xếp 10, xếp 1 rồi 10. À đây rồi, tôi cộng sẵn đây rồi. Hèn gì, thấy giống. Đó. Thì chúng ta sẽ tra các cái số này vào. Từ ở đây nè, nó có một số thứ, ví dụ như là tức là lưu ý rằng là nó tùy theo giai đoạn mà chúng ta sẽ có những khoản chi phí khác nhau nha. Được chưa? Thì từ đó thì chúng ta sẽ ra được cái bảng tra của các cái chi phí này. Thì ở đây là nó có một số thứ là gì, mình phải đọc kỹ lại ở trong cái phần mà gọi là cái hướng dẫn, đúng không? Ở trong cái hướng dẫn về 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 lập cái chi phí này, nó có những cái là gì, mình một số cái loại chi phí mà có khi mình phải tính lại luôn các anh chị, được chưa? Đó. Nó có một số mình lập dự toán, mà có một số cái đa bản, ví dụ như là mình đa bản nhưng mà khi mà mình có thể lập được, ví dụ như là chi phí cái chi phí một số cái chẳng hạn như đây coi nha, là chi phí quản lý dự án là ok nè, này tra bản nè, rồi thiết kế kỹ thuật là tra bản, là thiết kế văn vệ thi công tra bản nè, đó chi phí thẩm tra, rồi thẩm tra thiết kế xây dựng thì cái này tra bản rồi, gần như là tra bản là gì đấy các anh chị, được chưa? Đó, mua sắm rồi. Ok ha. Đó. Thực ra là do là nó có sẵn cái bản rồi các anh chị. Yeah. Nhưng mà về tôi với quan điểm của tôi là các anh chị biết đây là gì, đây là cái cách để sau này làm. Còn tôi dám hứa với các chị là các chị làm là kiểu gì cũng phải có người đứng ra chủ trì để kiểm tra cho các anh chị. À, nếu như lần đầu tiên các chị làm thì chưa có đâu. Được chưa? Nhưng mà mình phải biết là nó lấy từ đâu ra, được chưa? Cốt lõi của chương trình này nè, bây giờ hỏi là bây giờ ra dám lập dự toán không? Đấy. Thì tự tin đó là gì? Chơi liền, không? Tôi dám lập thì cái đó là cái mong muốn là gì ạ? Là cái mà mong mỏi là các anh chị sẽ làm. À, còn còn phần tính có lượng nữa, cái hỏi giờ tính có lượng không? Phải chờ để tôi học cũng lên xong rồi tôi về tôi tính tiếp. Thì là ok nha. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ nè, các anh chị đã nắm rõ một cái quy trình lập một cái dự án từ A cho tới Á chưa? Có chưa? Rõ ràng không? Trong đề bài không nói trước thuế hay sau thuế thầy ạ? À? Nói với sếp anh muốn ra số nào? Ơi, hiểu quá. Trong đề bài thầy không nói trước thuế sau thuế. Thực tế, được chưa? Thực tế. Bây giờ nếu như mà trong đề bài không nói trước thuế hay sau thuế thì khi mà mình lên cái bảng này nè thì cái giá trị cuối cùng nó là trước thuế hay sau thuế? Nếu như mình lên trước thuế thì nó là trước thuế, lên sau thuế thì nó là sau thuế. Được chưa? Rồi, có một điều tôi muốn nói các anh chị này, cái cốt lõi ở đây là gì? Chúng ta học để biết, học để mà khi mà mình đặt bút xuống mình ký một cái dự toán, hay là ví dụ như ai đó kêu mình ký, mà khi mà mình biết sai thì chí ít mình cũng biết mà là mình đang ký sai nha. Được chưa nè? Được chưa? À, chi phí lắp đặt và mua sắm thiết bị. Đối với phần chi phí mua lắp đặt cùng mua sắm thiết bị là các anh chị chắc là phải tìm hiểu thêm ở trong 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 cái phần về 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 cái hướng dẫn về chi phí mua lắp đặt cùng mua sắm thiết bị ấy. Được chưa? Còn thực tế là đi vào chi tiết của phần, vì mục đích của tôi là tôi thực sự mà nói là tôi không có cái ý là đi sâu vào những cái chi phí mà người ta gọi là gì à, nó khác với lại gọi là gì đó, nó ví dụ như bây giờ đối với lại chi phí thiết bị thì đa phần là gì, là
Các anh chị sẽ có những cái dự tốn của các cái nhà cung cấp và người ta họ sẽ tính riêng phần hai chi phí đi cho các anh chị. Thế là còn ở đây trong cái phần này nó có hướng dẫn này, đây gói thầu mua sắm thiết bị này. Đây nha. Đây là chi phí dự phòng. Thì tôi sẽ kéo lại chỗ cái phần mà chi phí thiết bị để tại vì chúng ta xác định là gì, chúng ta phải đi từ gốc ra. Đúng không? Đây. Đây nè, phần chi phí thiết bị này. Đây phải làm dự toán mà. Đây, chi phí thiết bị bao gồm cái chi phí quy định điểm 2, điểm C, điểm 5, nghị định số 10. Đây chưa? Đây là nghị định số 10 ha. Đó là bao gồm những chi phí nào thì mình lật ra lại gì? Cái khoản 2, điều 5 của nghị định số 10. Đó, tôi hướng các anh chị là làm gì? Các anh chị quan trọng nhất là mình biết cách đọc. Nghị định số 10 của tôi rồi. Nghị số 10 chưa tải về luôn. Phải, có gì đâu. Trên này mình có mà. Mình có đồ mà mình cứ cứ chờ chứ không? Đây. Đây. Khoảng 2 điều 5. Đây, khoản số 2. C nè, chi phí thiết bị nè. Bao gồm chi phí mua sắm nè, thiết bị công nghệ công trình, chi phí quản lý mua sắm, chi phí bản quyền phần mềm sử dụng. Được chưa nè? Đó. Rồi, chi phí gia công chế tạo, chi phí lắp đặt. Nha, lắp đặt riêng. Nè. Và thực tế là cái này là một cái dự toán về cái phần mà lắp đặt thiết bị. Cho nên là phần này nó bao gồm, bởi vì thiết bị không phải rằng là bạn có thể rằng là tự lập dự toán lắp mà mọi có thể làm được. Vì sao? Là tại vì nó cần một cái đội ngũ chuyên gia nhân viên Phước Thành. Lắp đặt là gì? Lắp đặt có nghĩa rằng là mua sắm, là quản lý về, gọi là mang cái vật tư đó về tới công trường. Được chưa? Và cái chi phí mua sắm là thường nó lớn, còn lắp đặt là anh làm cái công việc gọi là gì đó, mang nó lắp vào trong dự án thôi mà. Bây giờ nhưng mà phải đọc kỹ cái mấy cái này thì mới chơi được nè, nha, chi phí thiết bị nha. Rồi thì ở đây mình lật lại cái chỗ đó nè, nó bao gồm cái gì, người ta ghi rõ mà anh em yên tâm đi. Mấy nhà nước mình làm cái này mấy chục năm rồi, mua sắm nè, gia công nè, chế tạo nè, chi phí quản lý mua sắm gia công nè, nó có hệ số hết nha. Tức là ví dụ ông mua sắm là ông có chi phí hệ cái phần mà chi phí mua sắm riêng đó, và chi phí quản lý này nó cũng riêng luôn, tính riêng luôn, là chi phí mua bản quyền, cái này là không tra được. Chi phí mua bản quyền thì nó thuộc phụ thuộc vào trong cái loại phần mềm phục vụ cho cái thiết bị đó, đào tạo và chuyển giao công nghệ là nó phụ thuộc vào cái đơn vị mà cung cấp thiết bị nè, lắp đặt thí nghiệm và hiệu chỉnh thì có thể nó cũng phụ thuộc vào cái này, là cái mà gần như là nhà nước mình không quản lý được này. Có nghĩa là gần như là cái việc mà lắp đặt là bao nhiêu tiền là có dự toán ra có vẻ phù hợp và được nè, trả thử thí nghiệm cái này cũng vậy, chi phí vận chuyển là chi phí liên quan khác thì nó nằm ở trong cái phần này. Để Nguyễn Phúc Thành nha, ok ha, đó, hiểu hiểu ý này chưa đó. Rồi, ok. Tức là mình chỉ cần lật ra. Rồi đề nghị là các nhà thầu là lập cho tôi cái dự toán về lắp đặt và gì đó, cung cấp và mua sắm thiết bị, cũng mua sắm và lắp đặt thiết bị. Rồi thì bây giờ kêu họ break down, cái này người ta gọi là break down giá ra, phân tích giá ra là được. Được chưa? Đó. À, nếu mua sắm và lắp đặt những vật tư thiết bị không có trong định mức thì sao? Rất bình thường, rất bình thường mà. Đối với lại các cái loại vật tư, đối với lại thực ra là đối với lại có một số loại thiết bị mà chỉ có một đơn vị người ta bán thôi, thì mình phải căn cứ vào cái giá công bố của người ta trên thị trường, và rồi mình yêu cầu người ta báo giá cho mình. Và báo giá thì mình ví dụ như đó là thiết bị, mình phân biệt cái này cũng quan trọng nè. Tức là các bạn phân biệt được là cái ví dụ như là điện nước, thiết bị về vệ sinh, nó cũng là thiết bị nhưng đó là thiết bị xây dựng, được chưa? Nó không phải là cái thiết bị máy móc thiết thuộc về
thuộc về cái nhóm là máy móc thiết bị mà phục vụ cho dự án. Ví dụ như là cái dự án ngày xưa tôi làm, cái dự án nhất là các bạn làm những dự án mà gọi là đặc biệt quan trọng á, như thủy điện nè, hay là ví dụ như bệnh viện nè, hay là ví dụ như là sân bay, thì gói thiết bị sẽ là gói riêng. Trên cái phần gói thầu các anh chị, các anh chị còn nhớ cái phần gói thầu không? Tức là người ta phải chia gói ra. Đây này, như phía của dự án, đây đây đây, nó có cái phần, có cái phần này. Tại vì các anh chị bữa hôm trước là đây, đây 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 đây, đang đây. Đây quý vị, phương pháp xác định dự toán gói thầu này, tức là cái việc dự toán là tổng thể của dự án được chưa? Còn cái này là gì, mình phân ra theo từng gói thầu. Đấy, các chị nhớ được không? Đây nè, đấy, chia gói. Thì ở đây nó sẽ có gì đây? Nó sẽ có là gói thầu thi công. Cái giống như là sân bay Long Thành là bây giờ là chúng ta gì, cái gói mà hiện tại là cái gói thi công xây dựng đó mà chúng ta vẫn nghe nói nhiều nhất. Đấy là rồi chi phí khác, chi phí dự phòng, chi phí dự toán, từ từ có chi phí xây dựng nè. Để có một cái về gói thầu thi công xây dựng. Gói thứ nhất nè là gói thầu thi công xây dựng nè. Gói thứ hai là mua sắm thiết bị nè, là gói riêng nè. Là gói mua sắm thiết bị á là gì, tất cả mẫu định mức trình cho nó là riêng hết, lưu ý nha. Đó, thiết bị là cái định mức chi phí của nó là riêng hết á, được chưa? Nó có hướng dẫn hết trong này mà, các anh chị vào đọc thôi. Còn thực tế là tôi cũng nói một cách gọi là rõ ràng, là mình biết đây là cái gói thầu là gì, là nó là riêng. Nhưng mà hỏi là tôi làm mấy gói thiết bị này chưa, tôi chưa làm. Nghĩa là các bạn hỏi và tôi phân biệt được, chứ không đồng nghĩa với việc là gì tôi đã từng làm. Mà cái này chưa làm thì nó chưa làm, được chưa? Ví dụ như là ngay cả ví dụ tôi thi công các cái dự án như bệnh viện, tôi vẫn chưa làm các cái phần thiết bị này. Thì, mà mình là gì, phối hợp để làm, mình là tổng thầu, tôi là tổng thầu thiết kế thi công và mua sắm thiết bị, thì chúng tôi sẽ được một cái chi phí gọi là cái chi phí quản lý anh chị và phối hợp. Thì ạ, này gói thầu mua sắm riêng, lắp đặt riêng này đó, ngon chưa? Mua sắm này, lắp đặt riêng này đó, nó có đầy đủ hết cho các anh chị luôn mà. Đây các bạn, đây là các bạn này nè, các bạn này tôi cũng đã phân biệt cho các anh chị rồi đấy chứ. Đây nè, cái gói thầu mua sắm nè, đây nè, dự toán gói thầu thi công xây dựng. Phần này nó có trong cái tài liệu mà tôi gửi cho các anh chị, được chưa nè? Nó nghĩa là nó bao gồm các gói thầu sao sao, là tôi có phân cho các anh chị luôn, được chưa? Xây dựng thiết bị này, còn thiết bị riêng này, xây dựng riêng thiết bị riêng này, là trong thiết bị này sẽ có một cái gói thầu riêng cho các anh chị đó, được chưa? Cái này ha, rồi. Bây giờ ha, rồi. Ê. Quan trọng nhất là như thế này nè, ngày hôm nay là phải có một cái bức tranh tổng nè, được chưa? Một cái bức tranh tổng. Thực ra là ở đây là gì, là mục đích cuối cùng của tôi là tôi một cách rất là thành thật nha, là mục đích cuối cùng của tôi là tôi muốn các chị làm được cái gì biết không? Làm được cái bước đó nè, một trong những cái điểm mà người ta gọi là điểm điểm yếu cốt tử, gọi là cái điểm yếu chí mạng của kỳ xây dựng là khúc này nè. Là bây giờ sếp giao cho một cái công việc đó, cái giờ phân tích cho anh là cái này cần bao nhiêu nguồn lực, bao nhiêu người, các anh chị tự tin làm được cái này, để các anh chị comment ok cái này. Cốt tử là điểm yếu cốt tử nè, đây là điểm yếu cốt tử đó, được chưa? Bao nhiêu người, các anh chị bây giờ tự tin để mà gọi là phân tích định mức cho bất kỳ một công việc nào được giao, các anh chị comment số 1 đây. Lâu thế, sao lâu? Ủa? Alo alo, thank you. Rồi bây giờ các anh chị biết người ta gọi gì ạ? Tức là nếu như mà bây giờ có nợ mà không trả thì nó sẽ sinh lãi, các anh chị biết không? Có nợ mà không trả là nó sẽ sinh lãi. Ngày hôm nay là tôi sẽ để các anh chị sinh lãi này. Để
lãi là sẽ lãi lên cho các anh chị nè. Rồi Rồi bây bây giờ giờ được chưa, bây giờ là chúng ta sẽ dành một thời gian để ôn bài trước khi chúng ta làm một vài việc cuối cùng nè. Rồi bây giờ nè, giờ tôi đề nghị các anh chị giờ chúng ta sẽ dành ra 5 phút à, còn mà tại vì còn bài tập cuối khóa này nha, giờ dành ra 5 phút À, bây giờ đi, giờ dành ra thời gian cho 10 phút để các anh chị đặt câu hỏi để tôi trả lời. Dạ, tôi sẽ trả lời xong rồi chúng ta sẽ đi vào phần ôn bài. À, mời anh Tài không? Nếu giữa định mức nhà nước và định mức sản xuất thực tế có sự chênh lệch thì phân tích nguồn lực sẽ làm như thế nào? Rồi, à, nó có 3 cách. Nên là có 3 cách. Cách thứ nhất là mình follow theo một cái dự án đã làm. Cách thứ hai là gì? À, đề nghị là nhà cung cấp hay là đơn vị sản xuất hay là cái đơn vị mình trực tiếp thi công, người ta họ cung cấp cho mình và họ chịu trách nhiệm về cái định mức đó. Nhưng mà tôi thích cách làm thứ ba, đó là mock up, tức là làm thử cái gì đó, làm thử. Và đương nhiên là trong cuộc đời của tôi thì tôi cũng đã từng mock up 4 5 lần rồi, và tôi thấy lần nào nó cũng rất quá hết. Cái là lần nào mình làm vì vì cái định mức của mình mà cuối cùng là gì ạ, là nó lại mang lại rất là nhiều cái tệ, cái bất lợi cho công ty của mình. Cho nên là từ đó là tôi tin tưởng những cái đơn vị nhà cung cấp, và tôi kiểm chứng, theo thời gian. Điều quan trọng cuối cùng đó là tôi quan tâm, là bởi vì tôi làm thi công mà, điều cuối cùng tôi quan tâm là kết quả. Tôi quan tâm là kết quả, và điều cốt lõi là gì, là tôi sẽ biết cái cách mà tôi theo dõi tiến trình, để theo dõi tiến trình. À, thứ bảy này, thứ bảy và chủ nhật này tôi có một phần mà tôi sẽ giới thiệu về cái phần mà về kiểm soát hao phí vật tư, thì tôi hy vọng là các anh chị có mặt ở đó để chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Thì thứ bảy này này, thứ bảy tức là ngày mai ngày mốt đó, rồi nha. Khi giải trình với chúng ta kiểm tốt thì nó lại, tại vì cái này là mình sẽ có gì ghi nhận lại, được chưa nào? À, ghi nhận lại những cái thông tin, những cái thông số à, mà thực tế ghi nhận lại trong cái quá trình mình làm, việc đó. Vậy thôi, và bởi vì cái này là tạm tính mà, và khi mà chúng ta thực ra là cái quan trọng nhất là em đang ở trong giai đoạn nào, em đang trong ở giai đoạn nào của dự án. Ví dụ trong giai đoạn mà lập dự toán, thì là mốc cấp, thì phải yêu cầu một cái ông đơn vị cung cấp nào đó, ông phải làm cho mình cái này, và ông đóng dấu, ông xác nhận là gì, ông chịu trách nhiệm với kết quả đó. Các anh chị hiểu ý tôi không? Tức là bởi vì mình, họ là đơn vị sản xuất, họ là cái người công bố chất lượng của sản phẩm. Các anh chị bạn 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 tự hiểu ý tôi không ạ? À? Tức là mình đề nghị một cái đơn vị mà người ta họ công bố chất lượng sản phẩm, người ta họ chịu trách nhiệm về sản phẩm đó, và mình refer sản phẩm đó. Quan trọng là gì? Là cái đơn vị này đã được chấp thuận rồi, thì mình cứ lấy số liệu của họ thôi. Được chưa? Còn giải trình với thanh tra kiểm toán là cái giai đoạn này là giai đoạn sau mất rồi. Tôi không biết là bạn nói ở giai đoạn nào, nhưng mà nếu như giải trình với thanh tra kiểm toán thì tôi nghĩ rằng là nó đang nằm ở cái mức độ là gì ạ? Tôi nghĩ là đơn vị thiết kế thanh tra hả? Tôi không biết là các bạn làm dự toán mà bên thiết kế có bao giờ đi giải trình chưa. Còn tôi thì là tôi làm dự án thực tế, thì cũng thành thật là gì, đã từng làm việc với là kiểm toán thôi, nhưng mà thanh tra thì tôi cũng chưa có làm. Rồi tôi từng làm việc với kiểm toán về về việc kiểm kiểm soát về về dự toán, được chưa? Chứ nó cũng không phải là, tức là cái phần gọi là giải trình thanh toán các anh chị. Chứ còn về dự toán thì tôi chưa phải giải trình lần nào. Còn tôi còn nhớ có một lần tôi nhớ như này nè, tức là cũng có dự án đó mà sếp kiểm toán yêu cầu là trừ hết toàn bộ cái khối lượng mà chúng tôi làm cái dự án đó, và sếp tôi mang ra 3 tấm hình chứng minh là dự án là tôi có đắp cát. Tức là kiểm toán đó là làm sao tôi biết được anh đắp cát hay đắp đất. Sếp tôi đương nhiên là hồ sơ chất lượng là một lẻ rồi, nhưng mà lúc đó tôi không biết vì sao nó bị thiếu. Thì sau đó là sếp tôi mang ra 2 cái tấm hình chụp chứng minh là trong khu vực này chúng tôi có đắp cát, và kiểm toán người ta chấp nhận. Thì quan trọng là chúng do cách chúng ta nói thôi, cái đó người ta gọi là do ăn ở đó. Được chưa? Đấy, mình nói chuyện người ta nghe được là được. Rồi bây giờ như thế này, bây giờ các anh chị sẽ dành ra là tổng cộng là 7 phút. Được chưa? Viết xuống 5 điều, viết xuống 5 cái,
viễn sổ mình Năm á, năm điều là gì? Thứ nhất là các anh chị học được cái gì hay, được chưa? Thứ hai là cái điều mà các anh chị gọi là cái bài học hay là cái điều mà ấn tượng các anh chị học được ở trong chương trình này là gì? Có thể lắm là một cái phương pháp làm việc, có thể là một cái lưu đồ, một cái quy trình, một cái phương pháp tiếp cận, hay là một cái niềm vui, một cái niềm cảm hứng, hay là bất kỳ một cái điều gì đó, được chưa? Rồi kể cả là bạn có thể tức là viết xuống năm điều về những cái điều đó, những cái cuốn này nhất là các anh chị học được cái gì đó. À, cái đó là cái giá trị nhất nha. Rồi thứ hai nữa là như tôi nói rằng là những cái bài học có biết là được có một vài người họ cảm thấy tự nhiên trong cuộc sống này họ cảm thấy có gì cái hay đúng không, học được cái tư duy hay là kể cả là bất kỳ một cái tư tưởng nào đó, kiến thức nào đó, tức là quanh là kỹ năng, tư duy, kiến thức đó, ba điều đó thì các bạn học được cái gì. Thì trước khi các bạn đi vào phần đó thì để tôi xin phép được lướt nhẹ là một chút xíu về cái việc là cái nội dung của chúng ta đã học ở chương trình này. À, đâu rồi, chương trình đào tạo. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh về cái phần gọi là ôn lại nội dung lưu ý này. Sau 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 mấy phần này là cùng một cái phần bài tập rất là quan trọng nữa nha các chị. Với lại cái phần mà gì đó, nhận tài liệu, nhận tài liệu với lại nhận mấy cái mind map quan trọng ha. Rồi bây giờ tôi sẽ xin phép đi nhanh này. Đây mới là điều đáng sợ nè. Các anh chị tập trung nha, được chưa nè? Tập trung rồi có gì ghi lại chú là những cái ý nào mà các anh chị đã lướt qua. À, tôi không nghĩ rằng là các anh chị tuyệt vời như vậy đâu. Được chưa? Rồi. À, các anh chị thực sự tôi rất là cảm thấy rất tự hào về các anh chị. Rồi, đầu tiên cũng nói lại ha, mục đích của chương trình này là phổ cập dự toán. Và để các bạn biết rằng là gì, thực ra là dự toán nó không phải phần mềm, dự toán nó không phải là khối lượng. Và lưu ý, dự toán chỉ là dự toán. Dự toán cũng không phải là QS. Có một vài người hỏi là QS là làm gì, em làm dự toán, không phải. Dự toán chỉ là một trong số 11 mà một kỹ sư QS phải làm thôi, lưu ý nha. Đó. Còn muốn biết sao thì đương nhiên là nếu đủ duyên thì chúng ta gặp nhau trong nhìn huấn luyện kỹ sư QS thì nó sẽ khác. Rồi chương trình này là dùng để phổ cập. Đấy, phổ cập cho những anh em kỹ sư nào mà đi làm quá lâu rồi nhưng mà lại chưa học về dự toán. Và các bạn đang phải loay hoay với cái việc là lập kế hoạch, lên kế hoạch nguồn lực và kể cả là gì thiếu tự tin trong cái việc rằng là đảm nhận một vị trí mới hay là cần cái công việc cho gì cho cái con đường thăng tiến của mình, không? Mục đích cuối cùng là để các bạn biết đến nhất nghề. Đấy. À, sau 5 năm ngày học các anh chị cảm thấy có yêu nhất nghề không ạ? Yes. Đấy. Đấy, cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng rất là biết ơn các anh chị. À, rồi cảm ơn các anh chị. Vậy được rồi. Và các anh chị phải biết rằng là gì ạ? Thực ra nếu như người kia ai đã nói với các anh chị là học dự toán là QS thì nói với họ không phải. Đấy là và nếu như mà học dự toán mà không làm được bằng thủ công thì hình như tôi chưa học được cái gì hết. Tại vì thực ra phần mềm thì cũng là ok, nhưng mà lưu ý là phải hiểu thấu nó, được chưa? Rồi. Rồi, không cần phải nói về tôi nữa ha. Nhưng mà tôi muốn các anh chị nhớ tinh thần là sống tận tâm, nghĩ tận trí, làm tận lực thì mọi chuyện sẽ đến rất là tích cực. Rồi, cần phải có một người anh, một người sếp và một người thầy để dẫn dắt mình. Rồi. Sống sống như phải vui vẻ ha, phải có hạnh phúc. Rồi. Ok. Rồi, không cần phải nói về điều này nữa. Rồi, lưu ý nè. Ngon nè. Rồi cho hỏi ba góc này được bao nhiêu góc rồi, các anh chị đã học được mấy trên ba rồi, comment cái coi. Mấy trên ba rồi? Tuyệt vời, sao nó có 4/3 luôn hả? Làm tôi xúc động quá vậy. Thank you, cảm ơn các anh chị. Cảm thấy mạnh mẽ hơn chưa? Thấy tuyệt vời hơn chưa? Cái quan trọng là các anh chị cảm thấy là mình đã tự tin hơn hay chưa? Bởi vì có thể nhiều người trong các anh chị vẫn chưa hoàn thành bài tập đâu. Chưa hoàn thành bài tập. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Tự tin. Tê tê chưa? Có người chị tính 5 đến 3 dữ vậy. Các anh chị làm tôi xúc động quá vậy. Ủa rồi các anh chị còn lại sao? Sao sao không thấy comment gì hết vậy? 50 mấy người. Đấy chưa? Đấy, hết buồn rầu rồi nha. Nói chung là tụi này nói về dự toán thì tự tin. Có thể là gì ạ? Mình bắt tay vô mình làm, mình gặp khó khăn nhưng mà yên tâm, được chưa? Có người đứng sau, được chưa? Có người đứng sau có gì phải nghĩ. Rồi ha.
Tại trong chương trình này chúng ta học được các loại dự tốn, toán, quy trình gì nắm trong tay được phải không? Chắc là hồ sơ pháp lý làm dự toán, nắm kỹ chưa? Đây nè, bây giờ nè, giờ tôi nghĩ không cần kế nhiều đâu. Các loại dự toán nè, quy trình nè, các loại hồ sơ pháp lý nè, nguyên tắc cấu thành, cấu tạo giá thành nè, làm dự toán thủ công nè, rồi còn nợ cái gì? À, dự toán tổng dự toán thì ok, nhưng mà còn nợ cái số 6 đúng không? Cái số 6 là bài tập hoàn thành đó. Này nha nè. Đấy, tối nay còn cái video này gửi cho các anh chị nữa thôi đó. Yeah. Rồi. Các anh chị có tuân thủ không? Tôi thực sự tôi biết ơn các anh chị lắm. Các anh chị nhất là những người mở camera và nhìn thẳng vào mặt tôi rất rất tôi nghĩ là tôi sẽ không quên các anh chị đâu. Bây giờ còn mấy người mà không có mở camera thì chịu rồi, muốn nhớ các anh chị cũng không nhớ được. Đúng không ạ? Rồi. Định nghĩa ha. Rồi, pháp lý, kiến thức và kỹ năng. Quan trọng nhất là pháp lý phải không? Bây giờ tôi không biết các anh chị sao với tôi, thật với các anh chị tôi phát hiện ra cái chìa khóa của pháp lý là tôi cảm thấy cuộc đời tôi nở hoa rồi. Đấy ạ. Đó. Rồi còn đối với dự toán thì định mức đơn giá với lại khối lượng thì bây giờ đơn giá và định mức là trong tầm tay. Tôi không biết các anh chị nghĩ gì thôi, nhưng mà với tôi thực sự tôi cảm thấy tuyệt vời lắm. Đấy ạ. Tôi rất là tôi rất là sảng khoái khi mà làm được chương trình này với các anh chị. Yeah, đó lại tổng dự toán. Giờ thuộc lưu đồ này chưa các anh chị? Yes. Nãy giờ dở tới đâu mình chơi tới đó nè, thuộc chưa? Yes. Này mình chơi thuộc đi thôi. Wow, tuyệt vời quá. Bản chất phương pháp của chân tự tư duy. Ok. Yes, thuộc chưa? Thuộc chưa? Thuộc chưa? Giờ tự vẽ lưu đồ đi nha. Giờ dù có thuộc cũng về tự vẽ lưu đồ nhá. Nhớ. Thank you, cảm ơn các anh chị. Dù tôi có gửi cho các anh chị lưu đồ cũng phải vẽ là lưu đồ để thuộc. Rồi là người gì? Dù ban tổ chức có gửi slide này cho các anh chị cũng phải vẽ là lưu đồ, được chưa? Yes. Tức là mình biết mình học cho mình. Được không ạ? Dù là ban tổ chức có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn là người tự học để mình có kiến thức. Giờ thấy các bạn là gì không? Dễ ồn không? Giờ hỏi giờ tra thông tư mấy luôn biết luôn mới ghê này. Đấy. Giờ thế mới giữ. Tôi chả biết tại sao, nhưng mà thực sự tôi tự hào về các anh chị vô cùng. Thế thôi. Ai nói gì nói, tôi rất là tự hào về các anh chị. Đây là lưu đồ ha. Lưu đồ là thuộc chưa? Thuộc rồi còn mấy số 1. Mình đi tới đâu là mình để tới đó. Cái này nó không phải chỉ là Excel không? Trong phần mềm nó cũng giống như vậy thôi. Được chưa? À đó, nó hay vậy đó. Quá khỏe luôn. Rồi, tuyệt vời quá. Cảm ơn các anh chị. Hay quá. Đó, giờ thuộc hết rồi. Phải không? Rồi, cái này mới vừa nói xong. Rồi, các anh chị đã thuộc không? Rồi, cái định mức. Thì bây giờ, cái này quan tâm chi nữa không? Định mức này quan tâm chi nữa? Excel quan tâm chi nữa? Có phần mềm rồi. Phải không? XDA, tuyệt vời. Rồi, xong ngày 1, kinh điển vậy. Nhưng ngày 1 có nhiều đó. Rồi, xác định dự toán ha. Rồi, thành phần dự toán, định mức, thứ tự ưu tiên. Giờ thấy cái bảng này nó dễ quá không? Thì quá dễ đúng không? Quá dễ dàng. Đấy. Đây, nhớ là gì? Đây là trung ương, phải không? Từ đây trở lên là trung ương. Đúng không? Giờ thuộc là trung ương và địa phương với các anh chị. Yes. Hợp lý nó mới đã chứ. Tôi chả biết tại sao các anh chị có thể giỏi như vậy luôn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì các anh chị tuyệt vời, tôi cũng rất tự hào về các anh chị. Vào đất du. Đó. Người ta cái gì có cái động tác gì hay lắm. Nghe nè, đấy, không? Tự hào về các anh chị. Yes, thuộc chưa? Thuộc chưa quý vị? Nhớ năm 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 cái mục rồi từ trung ương tới địa phương nha. Từ từ số 10, từ số 10 tới 15. Nó dễ mà phải không? Các anh chị có bao giờ các anh chị được tổng hợp gì đó chưa? Đã từng chưa? Ngon quá. Sau này dù lần có thay đổi thông tư nghị định đằng trời đi chăng nữa thì mình cũng biết mình đang làm gì. Đúng không ạ? Rồi, cái này không bàn. Danh mục. Nhớ. Thực ra là cái này không phải dễ dàng để nhớ. Các anh chị cần làm nhiều. Lập danh mục công việc. Rồi, tức là lập mã hiệu định mức. Là. Chính là gì? Tạo ra danh mục công việc. Mà để tạo ra danh mục công việc thì cơ sở khác biệt lớn nhất là giá thành. Cái nào khác giá thì là định mức riêng. Nhớ vậy thôi. Ba 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 điều này là một
Phải không? Ba điều này là một. Rồi, thiết lập định mức. Dễ quá. Này dễ quá. Dễ quá. Bây giờ nếu như bây giờ không có phần mềm mà sếp các anh chị đi phỏng vấn ở đâu đó, ai đó đưa cho các anh chị một cái cuốn định mức và đề nghị là tra định mức cho một công việc nào đó, các anh chị có tự tin không? Tê tê không? Đưa đây em tra không? Tê tê không? Dễ không? Cái đó mới là cái lỗi. Cái đó người ta gọi là có kiến thức sâu. Có kiến thức sâu. Sâu sắc. Thì các anh chị, tức là từ nay về sau nói về chuyện tốt, đừng có chuyện của anh nữa. Phải không? Anh lo được. Mà chuyện tốt là một phần cơ bản. Được chưa? Tuyệt vời. Tôi cảm ơn các anh chị. Còn các bạn mà chưa tê tê thì tại vì các bạn chưa mê. Các bạn mà mê, các bạn làm bài tập là tê chắc luôn. Đúng không? Mê là tê liền. Rồi. Cách tra vữa, tra đồ ha. Rồi xong. Cách tra cố định mức. Đây. Cái cấu thành giá ha. Công việc, cấu kiện, biện pháp, kích thước, hình dạng, đặc tính vật liệu. Cái này là nội tại. Được chưa? Rồi còn cái là gì? Ngoại tại. Ha, ngoại tại là gì nữa? Rồi, cái đó học rồi thì thôi. Sẽ gửi đây các cái bản để tra cái thông tư cái này ha, là thông tư số 11 ha, có sẵn rồi, rồi. Các cái bản tổng hợp đây cho các anh chị luôn rồi, gửi slide cho các anh chị là được không ạ? Rồi rồi các cái sai sót tổng hợp luôn cho các anh chị, work breakdown structure, được chưa? Này biết thế nào người ta gọi là work breakdown structure chưa? Yes. Chưa đi nghe đúng không? Nhưng mà cái này là gì? Các anh chị mới làm thôi. Các anh chị vẫn chưa thẩm thấu được thực sự ý nghĩa của nó đâu. Tôi hy vọng là gì ạ? Dạ. May mắn tổng hợp của thầy nữa đi. Chưa mà, từ từ chứ. Từ từ. Tức là cái đó là phần 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 thưởng dành cho các bạn. Nhưng mà tôi không biết là ở đây có anh chị nào có cái phần mềm mà của tôi là phần mềm Mai. Mai gì vậy? Cái của tôi gọi là Mai. My Space. Được chưa? Cho nên anh chị nào mà có MacBook hay là có iPad đó, thì tôi sẽ gửi, thì nó sẽ có luôn cả cái phần về cái bản mềm. Nếu như không thì tạm thời xài bản PDF. Được chưa? Rồi tôi sẽ đang nhờ ban tổ chức chuyển nó qua cái My Manager mà các anh chị đang học đó. Được chưa? Lưu ý ha. Rồi. Dự toán. Thực tế này xưa nay là các anh chị làm một cái dự toán là bắt đầu từ một cái mẫu. Thấy không? Từ một cái mẫu. Nhưng bây giờ mẫu là gì? Mẫu là do mình tạo. Dù mình có làm mẫu đi chăng nữa thì lưu ý là mình cũng phải tổng hợp nó lại thành một cái mind map nha. Nhớ nha các anh chị. Sau này ví dụ như là sếp nó mày đừng có làm này nữa. Bây giờ mày làm trên theo mẫu này cho anh. Ok, nhưng mà mình phải tổng hợp lại theo mẫu này. Thì cái mind manager này để mình có một cái lộ trình á. Các anh chị có đổi lên ngoài. Yes. Tức là mình phải hiểu được cái ý đồ. Không phải là vẽ cái này ra cho vui mà vẽ để mình đi du lịch trong cái dự án, mình xem dự án mình có bao nhiêu hạng mục, bao nhiêu loại công việc, bao nhiêu tầng, bao nhiêu lớp á, các anh chị rõ cái này chưa? Yes. Mục đích của My Manager là như vậy. Được chưa? Và tất cả những cái map này đề nghị ban tổ chức gửi cho anh em nha. Mấy cái map về kết cấu và kiến trúc đó gửi cho mọi người nha ban tổ chức. Đó. Gửi luôn map mẫu này cho mọi người luôn. Cái này là cái mẫu như các anh chị đó, được chưa? Rồi. Quy trình đọc bản vẽ, sắp xếp, lập danh mục. Là cái này là đã có phần hướng dẫn như các anh chị rồi ha. Rồi lập quy trình, rồi xong. Thực ra, rồi các anh chị hiểu về dự toán tư nhân rồi phải không? Bây giờ phân biệt rõ ràng về dự toán tư nhân và dự toán nhà nước chưa? Rồi rồi chưa? Cái đó mới là quan trọng. Cốt lõi, rồi. Thì ngày hôm nay nè, ngày hôm nay là ban tổ chức sẽ làm chuẩn bị tặng quà cho các anh chị. Được chưa nè? Trước khi đi vào phần tặng quà cho các anh chị, một lát nữa tôi sẽ nói với các anh chị một chút xíu về cái bộ mã của nước ngoài nữa. Thì bây giờ trước đi vào phần này nè, rồi thì bây giờ tôi muốn các anh chị lắng lại một chút xíu, 7 phút nha. Yeah. Ngồi viết cái xuống những cái gì mà các anh chị ghi nhận được trong 5 ngày này, các anh chị học được điều gì hay, được chưa? Các anh chị viết xuống cuốn sổ mình xong. Đây nè, viết sổ mình á. Rồi, 7 phút. 5 điều thì tính lại. Bởi vì cái đó người ta gọi là gì? Học tập, quan sát và đúc kết.
phải làm sao để kiến thức của chương trình này nó thành của các anh chị. Thì bây Dạ. giờ 5 phút thôi, 5 phút được nhiều, 5 phút. Ví dụ 5 điều các anh chị tâm đắc, 5 điều các anh chị học được mà các anh chị cảm thấy thực sự rất là giá trị trong chương trình này là gì? Để tôi cũng biết, để biết đường mà gì, để biết đường mà trong 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 cái hành trình tới, trong 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 cái hành trình tới, biết đường mà điều chỉnh, mà sửa đổi. Dạ, là xin mời các anh chị, xin mời ban tổ chức cho mọi người 5 phút bài nhạc nhẹ nhẹ để mọi người vừa nghỉ giải lao, rồi vừa thư giãn, vừa vừa làm đi ạ. Chuẩn bị nhận quà chứ, nhận quà khủng không á, quá trời tài liệu luôn, quá trời tài liệu, quá trời các nội dung mà các anh chị sẽ làm luôn. Anh em nào, cảm ơn thầy. Anh chị nào mà viết viết xong nội dung lên trên à, bằng Trần Nga này, Trần Nga xong rồi nè. Thank you. Dạ, cảm ơn Trần Nga. Tuyệt vời quá. Rồi, anh chị nào cứ chụp hình đăng lên giống như trần bạn Trần Nga về đó là được rồi. Là ok rồi đó. Tuyệt quá. Bạn Linh. Linh cũng xong rồi nè. Chờ tí nhà nhẹ nhẹ ban tổ chức. Cho mọi người vài phút rồi ban tổ chức. Cho 2 phút rồi đi. Để mọi người chụp hình đăng lên. Các anh chị chụp hình đăng lên cũng được. Ai biết được một ngày đẹp trời nào đó vì câu comment của bạn mà có ai đó họ lại nuôi một cái mong muốn của họ sẽ có một cái mong muốn lớn thì cuộc đời của họ tốt đẹp. Mình không trực tiếp giúp họ nhưng mà biết được không ạ? Ok, rất là tuyệt vời. Rồi, Cherry Nguyễn, tốt quá. Ok, thì cảm ơn. Kết. Rồi, chúng ta nhanh thôi các anh chị. Nhanh thôi mà. Ok ha.
Rồi. Lương tháng ổn định. Tốt quá. Rồi. Đó, Rồi bây giờ thì cái phần thực tế nha, thực tế thì bây giờ là cái phần quan trọng nhất là phần bài tập còn lại nè. Thứ nhất là các anh chị đã xong rồi thì bây giờ cái bài mà tôi muốn là gì? Các anh chị đây. Tức là hiện nay là gần như là nếu như các anh chị mà không trả nợ thì nợ sẽ chồng nợ đó, tôi có nói ngay từ đầu rồi đó. Tôi có nói ngay từ đầu là nợ chồng nợ đó. Thì bây giờ nè là các anh chị có một cái phần mình đã có một cái dự toán của kết cấu đấy, ngày hôm nay là đúng đúng lịch là các anh chị làm xong kết cấu không? Thì về nhưng mà lưu ý nó là tôi nói lại nha, tức là các anh chị đừng gửi tài liệu, gửi chương trình, gửi video là vì các anh chị là người tham gia học tập, không phải là vì các anh chị là người đóng phí nha. Nhưng mà vì các anh chị là người tham gia học tập cho nên khi ban tổ chức gửi video cho các anh chị là các anh chị hiểu đó là cái công cụ để lâu một ngày nào đó đẹp trời các anh chị quay trở lại, các anh chị mở ra xem được chưa, chứ đừng có gửi lung tung nha. Gửi lung tung mà thôi thôi là đầu luôn á, là anh em họ đã học có chút xíu họ không hiểu, hay là họ kiểu giống như là gì đó anh em tức là học không tới đó các anh chị, thì nó rất là khó nha. Thì tối ngày hôm nay ban tổ chức sẽ gửi cho các anh chị thêm một cái video hướng dẫn về nhập các cái mã công việc kiến trúc vào trong phần mềm dự toán, được chưa? Vào trong phần mềm dự toán và nhiệm vụ các anh chị là lập một cái tổng dự toán và dự toán là bao gồm tất cả những cái gì kiến trúc và kết cấu và với khối lượng cứ giả định nó là bằng một, được chưa? Đó. Rồi thời gian deadline. Bây giờ các anh chị nhưng mà cho tôi hỏi thật nhé, theo các anh chị thì rõ ràng là tình hình học tập các anh chị đã rất tốt, thì rõ ràng là nếu như còn một bài thì chỉ cần ngày mai nỗ lực là xong, nhưng mà bởi vì các anh chị còn có một số các anh chị chưa xong bài cho nên tôi sẽ để tới hết 12 giờ đêm tối thứ hai, các anh chị đồng ý không ạ? Yes. Bởi vì lúc đó các anh chị xong ban tổ chức sẽ gửi cho các anh chị một cái chứng nhận hoàn thành chương trình, còn nếu như mình không hoàn thành thì sao? Là mình biết rồi phải không? Thì sẽ như là chúng ta sẽ xung vào quỹ từ thiện đấy nha, quỹ có nhiều quỹ lắm, quỹ những người cái này người ta gọi là gì biết không? Bỏ tiền ra để mua mua giá trị đấy nha. Nói về chứ tôi luôn muốn gửi lại tất cả những các anh chị. Rồi thì xong rồi thì hết sang ngày bắt đầu từ ngày thứ ba thì ban tổ chức thứ ba thứ tư gì đó nha, các anh chị chịu khó tới nha, tại vì sang tuần là có rất là nhiều người họ sẽ đăng ký QS cho nên là thứ thứ ba hay thứ tư gì đó là ban tổ chức chắc là thứ tư đó, để cho thứ tư ban tổ chức kiểm tra đồ xong xuôi hết rồi thì kiểm tra bài các anh chị thấy ổn ổn rồi, còn nếu như chưa cái là chưa ổn chúng ta sẽ sửa bài, thì khả năng rất là cao là tối thứ thì có thêm một cái buổi. À tôi nhớ rồi, có một cái cục nợ với các anh chị, tôi có nợ có hẹn với các anh chị là có một cái phần để nói về phần hao hụt vật tư phải không? Thì tuần sau sau khi các anh chị hoàn thành bài tập tối thứ tư đi ha, tối thứ tư nha, tối thứ tư là sẽ có một cái chương trình gọi là giải đáp về hao hụt vật tư cho các anh chị riêng trong nhóm này, không gửi ra ngoài, cái gì đó vậy đó, đó là bonus thêm đó, nhóm này với lại cái nhóm hỗ trợ học viên nhất nghề của tôi xem như là tôi đã xem các anh chị giống như là người nhà rồi đó, được chưa? Rồi đó, bởi vậy xem các anh chị như người nhà đồ các kiểu, mà các anh chị kêu nhờ nhờ chia sẻ cái nhờ chia sẻ ý kiến cho các anh chị, thấy các anh chị khó khó lắm, dễ đâu, không dễ đâu. Thôi nói vậy thôi, đó là sự lựa chọn của chúng ta. Cảm ơn các anh chị. Rồi, nói gì chứ hoàn thành bài tập đi nha. Khó chỗ nào thì chúng ta sẽ gửi chỗ đó. Cũng đừng cho mình quá nhiều cơ hội để mà mình chần chừ, sự chần chừ sẽ kéo dài nỗi đau. Được chưa? Đó. Rồi còn phần quà tặng là ngoài bộ tài liệu là 100 cái bộ dự toán từ nhà nước, là gọi là thấy cái phương pháp là vốn ngân sách nhà nước á,
thì gửi cho các anh chị khoảng 7 bộ, hình như khoảng 7 bộ á, là dự toán cái dự án tư nhân để các anh chị có cơ sở để làm được chưa. Cái mind map sẽ gửi hết cho các anh chị toàn bộ pháp lý. Tôi nói lại một lần là gửi để học nha, nha quý vị. Rồi anh chị nào mà có cái về, thôi thì tôi gửi cho các anh chị cả hai nha, gửi luôn cả hai luôn, gửi vừa phê mềm phê cứng luôn hệ, được chưa. Một cái là dễ tính quá hả. Tôi, các anh chị thấy không, nhiều khi tôi nhiều khi tôi nghĩ mình làm như vậy không biết rằng là liệu rằng là có đang đúng không. Mà nếu như đúng thì các anh chị phải ủng hộ dữ lắm chứ, các anh chị phải vô rồi like rồi share rồi dữ dằn lắm chứ. Các anh chị không có giờ gì vô chia sẻ không, các anh chị cũng không cũng chia sẻ gửi hết đi à. Ông uy tín, ông tôi công nhận là anh Vũ anh Phó là uy tín thiệt đấy. Hay là ví dụ như chị Nga này là tôi thấy uy tín nè đấy. Đây là toàn bộ nè, tài liệu này thì gửi cho các anh chị hết luôn. Nhưng mà trước mắt là tôi sẽ gửi cả hai làm gì, để anh chị nào mà chưa có phần mềm ấy, được chưa. Nhưng mà làm vậy thì nó có dở quá không ta. Bung hết ra nè, bây giờ tôi phải ngồi tôi bung hết ra cho các anh chị này thấy không. Tội lắm lượng. Không bây giờ nè, không bây giờ tôi ngồi không dễ tí nào. Bây giờ nè, bây giờ tôi sẽ thời gian tôi ngồi tôi bung xong rồi tôi gửi cho ban tổ chức. Còn bây giờ thời gian này cho các anh chị là thứ nhất là lên 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 chia sẻ cái cảm nhận của các anh chị, thứ hai nữa là bấm chia sẻ cho thầy được không. Ok, tức là chúng ta mỗi người một việc chứ, được không. Ok, cái này các anh chị biết tôi bỏ ra bao nhiêu ngày để làm không, biết bao ngày bao đêm nữa các anh chị. Chúng ta phải yêu quý nhau chứ. Rồi ok, rồi các anh chị lên kiếm bài chia sẻ cho thầy đi, còn thầy sẽ ngồi thầy bung hết cái này ra cho các anh chị, không để sót một cái nào hết, để các anh chị không có tài liệu không có phần mềm cũng đọc được, mà có phần mềm thì càng tốt phải không. Đó, bạn nào mà đang xài MacBook là ngon nhất. À, cái bản này là tôi mua cái bản quyền nha các anh chị. Đó. Đây tài liệu nè, kinh kinh điển không nè. Tôi nói thật với các anh chị, ai mà đã chia sẻ bài được các anh chị ngồi coi tôi làm nè, nhiều lắm các anh chị, được chưa. Tôi vẫn đang nhờ ban tổ chức là chuyển cái này qua bên đây nè, cái phần thiết kế mà nãy mà tôi giải thích cho các anh chị rất rất là nhiều nội dung nè, đây nó nằm hết ở đây nè, được chưa, thấy không, uy tín chưa, uy tín không, quá uy tín đúng không. Đấy. Nên bấm chia sẻ cho thầy đi, rủ bạn bè học với thầy đi cho vui. Nhưng mà sắp tới là thu tiền là thu mấy đồng để thu lâu luôn, không có cam kết gì nữa hết đấy. Các anh chị là đi là uy tín rồi đúng không, chúng ta cần những uy tín thì có uy tín rồi, thấy chưa. Ngồi chia sẻ như vậy mà các anh chị còn muốn gì nữa, tôi không biết là các anh chị có thể là tôi có thể làm được gì cho các anh chị nữa luôn ấy. Chu cha đi thôi chứ, tình cảm vậy được rồi chứ gì nữa, đúng nè. À, đúng không tao, quá chắc. 101 điều, 111 điều, ý nào chính và quan trọng tôi tóm được là những anh chị. Giờ tới thông tư số 11 nè, tôi nói tôi mà tôi làm rồi tôi gửi đây, mà anh chị nào mà nhận cái này mà không chia sẻ cho tôi mà tôi phát hiện ra là 11 là không, tôi không nói chuyện với các anh chị đâu nè, nói cho rồi nha. Thực ra là tôi ngồi tôi làm được một mình, các anh chị biết sao nó nản lắm, nản thiệt, mà có người ngồi nói vậy nè giống như là tôi. Các anh chị đừng cười tôi, nhưng mà tôi thích vừa ngồi vừa làm việc vừa có người vậy nè, tại vì cái này là cái việc này không phải dùng dùng tới trí mà nó dùng sức á, mà tôi là người không thích dùng sức. Đây này, này mới đỉnh nè, cái dàn phụ lục này các anh chị mới đỉnh nè, các anh chị thấy này, một chữ phụ lục nha, tôi bung lên cái này cái này đó, đỉnh chưa, đỉnh luôn á, quá dữ luôn. Các anh chị biết sao không? Trong này tôi chi tiết cho các anh chị từng phần luôn nè, không đơn giản đâu nè, đó chi tiết từng từ, có những cái mà tôi biết các anh chị kỹ gì, các anh chị làm sao biết thiết kế phết là gì. Tôi giải thích luôn, đó là thiết kế kỹ thuật tổng thể là run and engineer design, mai mốt ngay cái là mình biết là này mình học ở đâu liền, phải không, đầy đủ đồ chơi với các anh chị. Giờ tôi giao hứa với các anh chị, à, các anh chị cứ gửi này. À, một ngày nào đó không, đây là điều mà tôi mong các anh chị cần làm nè.
về tối đó về chụp cái hình đăng lên cái đây là toàn bộ nội dung trong học trong chương trình dự toán. Ê, là tôi nói với các bạn là gì đó, những người bạn của bạn sẽ hoang mang liền, được chưa? Cái này là gì? Cái này là phần đơn giản ha. Rồi, quy định về đơn giá. Còn một cái nữa về pháp lý dự án mà có vẻ như là chắc là tôi sẽ sau này tôi sẽ bổ sung những cái chị sau nha, được chưa? Đây. Chu cha. Chu cha. Rì thôi hay. Xong Xong rồi hết chưa? chưa? Rồi, nhiệm vụ của tôi nè. Bản này là gửi PDF cho ban tổ chức nè. Gửi luôn để cho các anh chị biết nè. Đây, ở đây gửi công ty đào tạo này, pháp lý dự toán gửi cho anh chị học viên K04. Ok Rồi rồi, xong xong này nè, chưa hết một cái nha. À, tôi còn làm nữa cho nên là các anh chị tiếp tục đi, tôi sẽ tiếp tục mở cho các anh chị nguyên tắc phân tích công việc đây nữa nè quý vị, là mở hết luôn cho các anh chị này. được Được không? không? Có Có cần cần cái cái này này không? không? Yes. Cần này không quý vị? Các anh chị thiệt sự là rất là dễ tính. Đó. Định của thầy ơi. Nhưng Nhưng mà mà nhớ nhớ là là các anh chị đừng có chia sẻ cho ai, không phải là tôi sợ người ta không biết, mà tôi sợ người ta họ bị tẩu hỏa nhập ma, hiểu không? Đọc này không bị tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Đúng không? Các anh chị nghĩ nếu như chưa học gì tốn, các anh chị đọc này nổi không? Rồi có nhiều đem tặng hiến hết cho rồi. Để chị nữa. Đọc quá. Em sẽ tìm số lượng. Đợi khi cầm. Cái này mà thêm cái slide nữa thì mai mốt trở thành trùm rồi đúng không? Cấu trúc bộ mã bùng hết rồi chưa? Ok, xong. Bạn thứ hai. Nguyên tắc phân tích công việc gửi các anh chị càng không bốn. Chưa hết, còn cái nữa, còn cái nữa, pháp lý lưu đồ dự toán, lưu đồ và dự toán, lưu đồ dự toán, lưu đồ, lưu đồ. Đúng rồi, đây, đây. Còn Còn cái cái này này nữa. nữa, dự toán xây dựng. Mày Thế xem thì để nhớ nhớ nha. nha. Các anh chị tôi bảo đảm với các anh chị chỉ cần mở một lưu đồ này ra là chính nó thôi. Anh Cường, anh cảm thấy sao anh Cường? Chơi về lỗ đúng không? Chơi chơi với thầy Linh về lỗ liền đúng không? Đây nè, hồi nãy tôi có nói với các anh chị về cái phần cái thông tư số 13, tôi cũng đã tóm lược về các hướng dẫn ở trong cái thông tư số 13 về phần khối lượng nè, thì trong này nó có cái chi tiết về việc đo bóc khối lượng nè, đây à, cấu trúc của bạn đo bóc khối lượng nè, trình tự triển khai, rồi cho việc đo bóc thực quy mô, tức là những cái gì gọi là từ khóa mà chốt lại tôi sẽ định lại cho các anh chị đó, đo bóc khối lượng theo nhóm công tác nè. Rồi thì ở đây là các công việc chủ yếu trong này có nêu ra thì các anh chị phải đọc, phá dỡ, đào đắp, xây bê tông, móng khuôn, cốt thép, cọc, khuôn dời. Thì ý mà chi tiết nữa thì sao? Thì trong chương trình khối lượng á, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị, được chưa? Một cái mind map này không là đủ tiền rồi. Một mind map này không là đủ tiền rồi. Đấy. Rất đáng đồng tiền bán gạo mà mình trả bỏ đồng nào sướng nha, đúng không? Đã không? Gửi các anh chị học viên K04. Tôi còn có cái mind map hay lắm mà tôi bảo đảm là các anh chị sẽ rất thích. Nhưng mà tôi sợ các anh chị không dám nhận. Các anh chị biết là gì không?
Các anh nhìn thấy cái mai mát của tôi không? Tất cả mọi thứ tôi đều làm mát hết nha. Để cho là tất cả tôi đều làm mát hết. Beam. ERP. Rồi. Tôi còn rất nhiều cái map mà tôi nghĩ là các anh chị rất là muốn sở hữu. Cái gì không? Một cái map về 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 lập kế hoạch triển khai dự án này. Tôi có tới 30 mấy cái map luôn mà. Ok, tuyệt vời. Anh em cảm ơn bạn Nguyễn Văn Tuệ này. Đó. Đấy, viết bài lên cho xài thầy giờ nè. Cảm ơn Tuệ nha, thả tim liền. Thầy nha. Tuyệt vời. Chúng ta sống tận tâm nha. À, chữ ấy là tôi gửi cái đó là gửi cái map kia, còn tôi sẽ gửi luôn cả cái bản gốc luôn cho ban tổ chức luôn nha. Tức là nói lại nè, map các chị nhận được gồm có hai phần. Thứ nhất là bản PDF để các anh chị có khi mà không có phần mềm nào thì các anh chị có thể xem được không, cái là bùng bùng lấy điện thoại trong nước cũng được. Thứ hai là gì, là cái bản trên cái My Manager đó, thì tức là tôi sẽ đề nghị ban tổ chức là gì sẽ chuyển nó qua My Manager. Nhưng cái của tôi gọi là cái My Space. Đây, My Space của đây nè, để các anh chị biết. Tức là anh chị nào mà dùng iPad thì ok. Dùng iPad, dùng MySpace này. Để tôi test ở bộ tô tôi gửi lên cho các anh chị nhé. Là tôi thì tôi dùng bản có bản quyền, nhưng mà các anh chị thì không cần, vì các anh chị là người, các anh chị là chỉ là người dùng nên không cần lắm. Đó, toàn bộ cái MySpace của tôi đó thì tôi sẽ gửi lên cho các anh, cho ban tổ chức, thì ban tổ chức gửi mail cho các anh chị. Thực tế tôi cũng muốn chia sẻ lại với các anh chị rằng là các anh chị biết rằng là chúng tôi cũng không mất gì khi gửi cái tài liệu này. Ok, tôi gửi cho các anh chị tôi không mất gì cả, nhưng mà để tôn trọng những người tôn trọng chúng tôi thì chúng tôi chỉ có thể gửi cho những người đã gửi email cho ban tổ chức thôi. Thì thực ra là chúng ta đây mới chỉ là điểm bắt đầu thôi, được chưa? Đây chỉ là điểm bắt đầu, và tôi hy vọng rằng là gì ạ? Tôi hy vọng là trong hành trình tới chúng ta sẽ tiếp tục cùng với nhau tạo ra nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp. Đó. Tôi thì tôi cũng chỉ mong mỏi có điều thôi, thì các anh chị học được, đúng không ạ? Học được, làm được, rồi ứng dụng vào công việc của mình, rồi sau đó là gì ạ? Mang tới nhiều điều tốt đẹp cho cái ngành nghề này, cho nhiều người nữa. Và tôi xin phép được cảm ơn ban tổ chức đã hết lòng với chúng ta. Cảm ơn anh em thật nhanh, học thật nhanh đã cung cấp thay, và kể cả là đã phối hợp để hỗ trợ và hướng dẫn cho tất cả các anh chị trong chương trình này. Tôi rất là mong mỏi là các anh chị hãy thả cho tất cả những người anh em của chúng ta một biểu tượng để thể hiện là sự tri ân và lòng biết ơn. Tuyệt vời, một trái tim, đúng không ạ? Thank you. Rồi, và đặc biệt là tôi dành lời biết ơn sâu sắc đến các bạn. Tôi rất tự hào về các bạn. Tôi rất là biết ơn các bạn vì niềm tin mà các bạn dành cho văn nghệ. Tôi vô cùng trân quý điều đó. Và tôi xin nhắn nhủ lại với các anh chị rằng trong chương trình, tức là các anh chị sau khi hoàn thành bài tập thì thông báo với ban tổ chức, và chúng tôi nói lại nè, là khi các anh chị hoàn thành bài tập, dù rằng là gì nó có thể là chưa trọn vẹn, nhưng mà chỉ cần các anh chị hoàn thành bài tập thì, tức là tôi nói lại là 500.000 chúng tôi không dùng làm gì cả, nhưng mà các anh chị nỗ lực để bắt đầu và kết thúc cái việc đó, để các anh chị biết rằng là gì, có sự nỗ lực. Và 500.000 đó chỉ là sự cam kết của các anh chị, và chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho các anh chị. Lưu ý, kể cả trong chương trình này, tôi biết ngay tại thời điểm này ở trong lớp này có một vài người cho rằng tôi sẽ nhận lại số tiền đó và tôi sẽ lấy luôn của các anh chị. Tôi nghĩ là như vậy đó. Thì tôi hy vọng rằng là gì, các anh chị có một vài cái câu sau khi các anh chị nhận tiền nhé, nhớ là gì à, nhớ là cùng với nhóm Zalo là tôi đã nhận lại tiền cả ban tổ chức, để chúng tôi không có bị hiểu lầm, được không ạ? Ấy, ý là như vậy. Rồi một lần nữa cảm ơn các anh chị đã
tin tưởng nhất nghệ và cho phép nhất nghệ được được đồng hành với các anh chị. Một lần nữa chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong hành trình tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you. Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời.